Ok, rồi. Như vậy là mình Như vậy là mình đã xong phần lý thuyết cũng như là các cái nội dung trong chương trình AZ 104. Hôm nay mình sẽ sang tiếp nội dung ôn thi nhé mọi người nhé. Ôn thi. Đấy, thì đầu tiên trước khi vào phần ôn thi thì mình sẽ nhắc lại một chút liên quan đến cái cấu trúc đề thi khi mà mọi người tham gia thi chính trị quốc tế. Cái này thì cũng đã sơ một lần rồi, đây mình nhắc qua lại thôi. Trong bài thi chính trị quốc tế của môn AZ 104 mình sẽ có random trong khoảng từ 50 đến 60 câu, trong khoảng đó từ 50 đến 60 câu, hoàn toàn nó sẽ là các câu hỏi trắc nghiệm. Hoàn toàn thì nó sẽ là toàn bộ các cái câu hỏi trắc nghiệm thôi. Đấy, lộ trình thì sau khi kết thúc môn này, mọi người có thể là tham khảo tiếp một số các cái môn khác nhé, như là AZ 305 nhé. Đấy, AZ 305 hoặc là trước khi mà lên môn AZ 305 ấy. Đấy, trước khi mà sang môn AZ 305, AZ 305 là một cái môn Solution Architect Expert, thì cái môn này nó rộng, nó rất là rộng. Môn này nó sẽ rất là rộng và nó bao quát rất là nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả việc mình có thể là người quản trị, đóng vai trò là người quản trị và sẽ đưa ra cái phương án để có thể migrate, di chuyển các cái tài nguyên, các cái thiết bị từ on-premise lên trên cloud. Đấy, có thể đánh giá này, đưa ra các công cụ, đưa ra các cái phương án để có thể đánh giá xem là một cái server ở dưới on-premise ấy, chạy, ví dụ như chạy web, chạy database thì lên cloud thì sẽ phù hợp với các cái dịch vụ nào, có các option nào. Đấy. Tình huống tiếp theo nữa là ví dụ như mình có thể đóng vai trò là người kiến trúc sư thiết kế để xây dựng một cái thiết kế lên trên cloud, để đảm bảo các cái requirement, đảm bảo các yêu cầu từ phía khách hàng đưa ra. Đấy, rồi trong cái tình huống như là mình cần xây dựng về các phương án security để đảm bảo về mặt đáp ứng được tiêu chuẩn về an toàn thông tin ở trên cloud. Đấy. Môn 305 thì nó khá là rộng, nó khá là rộng, bao quát rất là nhiều những cái lượng kiến thức. Thì nếu như mà mình có thể là trước khi lên 305 ấy, thì mọi người có thể bổ sung thêm thông qua những cái chương trình như là AZ 700, chuyên sâu về network hơn. Đấy, cũng không hẳn là chuyên sâu nhưng mà nó sẽ là có cái nhìn nó chi tiết hơn về virtual network. Rồi AZ 500 thiên hướng về security. Đấy, xây dựng, đúng không ạ, giúp cho mình có khả năng là xây dựng các cái phương án để đảm bảo bảo mật này. Đấy, các cái phương án, các cái tính năng để đảm bảo security trên cloud. AZ 700, AZ 500, sau đó có thể lên AZ 305 liên quan đến Solution Architecture. Đấy. Đây là một số các hướng. Còn trong cái bài thi môn AZ 104 ấy, AZ 104 mình sẽ có 120 phút và sẽ có random khoảng từ 50 cho đến 60 câu, loanh quanh đâu đó từ 54 cho đến 56 câu. Thường là nó sẽ khoảng này 54 hoặc là 56 câu và toàn bộ sẽ là câu hỏi trắc nghiệm. Đấy. Thời gian mình làm bài thì sẽ không kể thời gian check in. Check in là trước khi mình tham gia thi thì mình sẽ phải có quá trình check in trước. Thì toàn bộ câu hỏi nó sẽ gồm có các dạng, đấy là yes no, yes no. Thì lúc này sẽ là các câu hỏi và đáp án chỉ có yes no thôi, và câu hỏi yes no này thì nó sẽ là các cái câu hỏi liên tiếp. Các câu hỏi liên tiếp nhé. Yes, no thì nó sẽ là các cái câu hỏi liên tiếp nhau và mình không thể back lại được. Đấy chưa? Không thể back lại được. Đấy, chỉ có hai đáp án yes hoặc no thôi. Thì thông thường thì mình sẽ có nhiều câu hỏi giống nhau. Ví dụ như có thể có hai câu hoặc là có ba câu hỏi giống nhau. Đấy, hai câu hoặc ba câu hỏi giống nhau và chỉ khác nhau ở cái solution thôi, khác nhau ở một vài từ ở solution thôi. Đấy, tức là nó đưa ra cho mình cái đề bài ấy, đúng không ạ? Đưa ra cho mình cái đề bài thì đề bài này là giống hệt nhau. Đấy, thì cái nghe đưa ra cái solution, tức là các câu hỏi yes no này thì nó sẽ bao gồm
trong đề bài nó sẽ bao gồm là cái giả định, cái tình huống, cái kịch bản, cái scenario, và cái phần thứ hai là phần solution, cái phần phương án, cái phần giải pháp để có thể xử lý được. Đấy, sau đó là mình sẽ chọn là yes hoặc no, cái solution này có đáp ứng được không, có giải quyết được không, đúng không ạ? Nếu đúng thì sẽ là yes, sai thì sẽ là no. Đấy, thì nó sẽ có thường có khoảng độ 2 đến 3 câu là chung đề, chỉ khác nhau của cái solution thôi. Đấy, và câu hỏi yes no thì khi mà ôn tập ấy thì nó cũng là một câu hỏi ôn tập khá là dễ, khá là nhanh, bởi vì mình biết là có nhiều câu giống nhau mà chỉ khác nhau cái solution thôi, thì mình sẽ biết được là cái solution nào là đúng, thì các cái còn lại thì nó sẽ là sai. Được chưa? Rồi loại thứ hai là single choice. Đấy, câu hỏi trắc nghiệm dạng single choice thì mình sẽ có các cái đáp án như là A, B, C, D. Đấy, số lượng đáp án thì nó sẽ không cố định. Có những câu có 4 đáp án, có những câu có tức là 4 lựa chọn đấy, 4 option, có những câu có 5, có 6 option, thì mình sẽ chọn ra một đáp án đúng trong các option này. Thì thông thường cái ký hiệu ở trong các cái option ấy thì thường nó sẽ là ký hiệu hình tròn, thì đấy là một đáp án. Đấy, ký hiệu hình tròn nó sẽ là một đáp án. Đây, mình lấy ví dụ ở trong cái file ôn tập đã gửi mọi người trước này. Đấy, thì đây nó là single choice, đây nó không hiện ra cho mình xem là các cái ký hiệu, đúng không ạ? Thì đối với single choice nhé, ngay trước các cái A, B, C, D ấy, thì nó sẽ là dấu tròn rỗng ấy, và mình có thể tích tích chọn. Đấy, thì nó sẽ là có một cái chấm tròn bên trong nữa. Được chưa? Thì cái chấm tròn đấy thì biểu hiện đấy là câu một đáp án, chọn một đáp án. Multi choice tức là câu chọn nhiều đáp án. Đấy, trong trong cái câu hỏi này sẽ có nhiều đáp án được lựa chọn. Thường thì nó sẽ là các cái step, các cái bước. Đấy, các bước để mình có thể cấu hình Virtual Network là gì, bước 1 là gì, bước 2 là gì, bước 3 là gì, đúng không ạ? Mình sẽ chọn các đáp án tương ứng. Thì số lượng đáp án thì thường trong câu hỏi sẽ có thông tin luôn, ví dụ như là bạn hãy chỉ ra 3 hành động cần phải thực hiện. Đấy, thì nó sẽ có cái phần ghi chú luôn, mở ngoặc đóng ngoặc, bên trong đấy sẽ là chọn 3 hành động. Đấy, thì mình sẽ cần phải chọn 3 cái, còn nếu mà option là 2 thì mình sẽ chỉ chọn 2 cái, mà thực tế là trong bài thi thì mình không thể chọn nhiều hơn. Đấy, nếu như mà câu hỏi yêu cầu chọn 2 đáp án ấy, thì mình không thể tích được nhiều hơn đâu, chỉ tích được 2 thôi. Và cái ký hiệu của cái phần multi choice này nó sẽ là ô hình vuông, thay vì ô hình tròn thì lúc này nó sẽ là ô hình vuông. Mình chọn ô hình vuông, mình sẽ tích chọn. Rồi dạng hotspot là cũng là một cái dạng rất là phổ biến trong bài thi. Đây là dạng mà các cái đáp án ấy nó sẽ trong các ô, thường là có 2 đến 3 ô để lựa chọn. Đây chọn, nó là hotspot. Hotspot. Đấy, đây ví dụ như một câu hỏi dạng hotspot này. Đây, thì đây cũng là một kiểu hotspot nhé. Đưa ra cho mình cái đề bài này. Đấy, sau đó là cái vùng đáp án, đúng không ạ? Thì sẽ có các cái state, tức là các cái khẳng định ấy, và các khẳng định này là yes hay no. Đúng hay sai, đúng thì mình tích yes, sai thì tích no. Đấy, thì đấy cũng là hotspot này. Một cái dạng hotspot nữa. Hotspot. Đây là yes no, dạng hotspot yes no cũng rất phổ biến trong bài. Đây. Một cái câu hỏi nữa nhé. Thì ở trên nó cũng là một cái phần đề bài này, đưa ra đề bài. Đấy, thì trong cái môn AZ của lệ mặc dù nó là toàn bộ là lý thuyết. Là lý thuyết nhé. Nhưng mà mình khi mà mình ôn tập mình sẽ thấy là các câu hỏi ấy đều là tình huống hết, đều là lồng tình huống nhé. Đấy, nó là một các câu hỏi rất là hay đấy. Được chưa? Các câu hỏi sẽ rất là hay và rất là khó, mặc dù là trắc nghiệm thôi nhưng cũng khá là khó. Đấy, rất là khó bởi vì đều là lồng ghép tình huống mà, chứ không phải là hỏi khái niệm đơn thuần. Cho nên là đối với các cái chứng chỉ MyShop thì thường họ cũng sẽ khuyến cáo là nên có khoảng thời gian làm việc trong bao lâu đấy, đúng không ạ? Ví dụ như 6 tháng đến 1 năm làm việc kinh nghiệm, hay là 6 tháng đến 1 năm có cái thời gian thực hành, thời gian làm việc, đúng không ạ? Trên môi trường MyShop bây giờ. Đấy, thì phía trên nó là cái câu hỏi nhé, và đây này, đấy, phía dưới là cái vùng đáp án, thì nó sẽ là sổ ra. Ở đây thì trong cái file ôn thì người ta sổ hết ra rồi, còn trong cái phần mềm, trong cái lúc mình thi ấy, thì nó chỉ là một cái ô rồi thôi, và mình sẽ click vào cái mũi tên xuống dưới này thì nó sổ ra một loạt các cái đáp án, và mình sẽ tích chọn cái dòng tương ứng. Đấy, tích chọn dòng tương ứng.
Được chưa? Đây ví dụ như đây là câu hỏi này. Đấy, tích chọn nhé, đây là câu hỏi nhé. Đấy, đáp án thì khi mình tích thì nó sẽ là hiển thị cái phương án được chọn trên này thôi. Đấy, thì đấy là cái dạng hotspot, tức là nó giống như là điền vào cái dấu ba chấm ấy. Điền vào dấu ba chấm đúng không ạ? Nhưng mà lúc này thì nó sẽ bên cạnh dấu ba chấm nó sẽ có một cái ô option. Đấy, nó sẽ là sổ xuống dưới để mình có thể là chọn. Đấy, hay là select một cái list đấy, đúng không ạ? Đấy, tương tự như vậy thì mình có những cái phần như là chọn đáp án nhé, thì nó sẽ là tích vào đây này. Lúc này nó không phải sổ xuống nữa mà nó sẽ là sổ sang cái hàng ngang. Đấy, tích ra thì nó sẽ là sổ các cái phương án mình sẽ chọn tương ứng. Đấy, thì đấy là cái dạng hotspot, cũng là một cái dạng khá phổ biến trong bài thi. Cái dạng nữa là drag drop, tức là kéo thả, cái này thì nó không nhiều. Đấy, không có nhiều trong bài thi. Tần số thì nó sẽ khá là ít thôi. Drag drop tức là kéo thả. Kéo thả. Đây, drag drop này. Đấy, phía trên là cái phần câu hỏi đúng không ạ? Bên này sẽ là đáp án thì mình sẽ cần chọn. Đấy, chọn trong cái phần action kéo và thả sang cái phần area. Kéo thả sang thôi. Đấy. Kéo thả sang. Kéo từ bên trái thả sang bên phải. Kéo thả. Đấy, thì nó là cái dạng drag drop. Đấy, tương tự như này vậy thôi, kéo thả sang. Drag drop được chưa? Đấy. Thế thì khi mà mình tham gia bài thi ấy, thì trong vòng 120 phút có khoảng độ 55 đến 56 câu. Đấy, ví dụ như có khoảng độ trung bình khoảng 56 câu thì trong lúc này để có thể đạt được kết quả tốt thì mình cần phải chuẩn bị ôn tập nó kỹ lưỡng, được chưa? Ôn tập kỹ lưỡng và đặc biệt là bám sát vào cái file ôn tập. Cái file này mình có thể hiểu nó là các cái ngân hàng câu hỏi, các cái ngân hàng câu hỏi, và đề thi sẽ là lấy ở trong cái ngân hàng câu hỏi này đúng không ạ? Một số lượng các câu, hay nói đúng hơn ý, thì cái file ôn tập của mình ấy sẽ là lấy từ những cái cuộc thi thực tế trực tiếp, sẽ là lấy từ các cái cuộc thi trực tiếp thực tế đúng không ạ? Và người ta ghép thành các cái file. Đấy, ghép thành các cái file ôn tập. Đấy, ghép thành các cái file ôn tập như vậy. Cho nên là để có thể hoạt động tốt, làm bài tốt thì mình cần bám sát nhé, bám sát và ôn tập kỹ cái file bộ câu hỏi. Đấy, cái bộ câu hỏi, cái này gọi là file 5, bám sát file 5, ôn tập kỹ trong này. Đấy, thứ hai nữa là mình cần chuẩn bị một cái tâm lý nó tốt, nó vững vàng, được chưa? Đấy, ngay cả trong những tình huống như khi mà đi thi ấy, mình có thể gặp những cái câu hỏi rất là khó, nó là những cái câu hỏi mới chẳng hạn, được chưa? Nó không nằm trong cái bộ đề ôn tập của mình, không nằm trong các cái file ôn tập, và nó cũng là một cái lượng kiến thức mà mình cũng chưa tìm hiểu hay là chưa 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 nắm bắt được chẳng hạn. Đấy, thì trong đề thi nó sẽ có những câu hỏi như vậy, chẳng một vài câu hỏi mới, thì cái này mọi người cũng tức là nó sẽ thoải mái thôi đúng không ạ? Mình cứ xác định trước là trong đề thi nó sẽ có đâu đó khoảng từ 5 đến 10 câu, hoặc thậm chí có thể là 15 câu. Đấy, được chưa? 5 đến 15 câu mới hoàn toàn không có trong bộ đăng. Thế thì lúc này mình có thể làm theo các cái quy tắc, được chưa? Để cho nó tiết kiệm thời gian và mình sẽ dành cái sự tập trung cho những câu hỏi khác nữa. Đấy. 5 đến 15 câu vẫn là nằm trong vùng an toàn. Vẫn nằm trong vùng an toàn. Thì nếu là yes no thì mình sẽ chỉ chọn một loại thôi, đúng không ạ? Single choice thì cũng sẽ chỉ chọn một loại. Multi choice thì cũng sẽ ví dụ như chỉ chọn đáp án B cũng như các cái phương án sau đáp án B. Đấy. Hotspot thì sẽ luôn chọn các cái option đầu tiên. Drag drop cũng như vậy. Đấy. Bởi vì là trong các bài thi chính trị quốc tế ấy, thì nếu như mình có nhiều lựa chọn ấy thì mình chọn được cái nào đúng thì mình vẫn được tính điểm cho cái đấy. Ví dụ như là multi choice. Đấy, multi choice yêu cầu mình chọn 3 đáp án, mình chỉ chọn được một đáp án đúng trong 3 đáp án này thì mình vẫn có thể lấy được điểm, được chưa? Vẫn kiểm soát được điểm. Đấy. Thì để tránh cái rơi dụng điểm, để tránh rơi dụng điểm và mình sẽ lấy được cái
bởi vì là nó vẫn nằm trong vùng an toàn mà, tránh dây dụng thêm các cái điểm khác cũng như là kiếm thêm các cái điểm số đúng không ạ, phòng trừ cái trường hợp cái bộ đàm của mình có thể có một số sai sót. Đấy, thì mình vẫn có thể là chọn theo một số cái quy tắc như vậy. Đấy, chọn cho các cái quy tắc như này nhé. Và mọi người nhớ là các cái quy tắc này là chỉ dùng cho những cái số lượng câu nó ngắn thôi nhé. Đấy, số lượng câu ít thôi, chứ không phải là toàn bộ cái bài mình đều chọn quy tắc như này thì là không phải. Chỉ cho một số các câu mới thôi, khoảng tầm 5 đến 15 câu. Thực tế thì trong bài nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 đến 7 câu. Khoảng 5 đến 7 câu. Đấy. Thì gặp những tình huống như vậy thì mình cũng đừng có bối rối. Đấy, đúng không ạ? Nó vẫn là trong cái phạm vi an toàn thôi. Được chưa? Đấy. Thế thì cái bộ phần ôn của mình ấy, thì nó sẽ có 3 buổi và sẽ được chia thành hai phần. Phần thứ nhất thì nó sẽ là giới thiệu cũng như là hướng dẫn mọi người sẽ tạo account này cũng như là sẽ xem lịch book lịch thi để chưa? Hình thức các hình thức thi các tình huống hay là các cái điều mình cần phải chuẩn bị cho cái hôm đi thi. Đấy. Phần thứ hai thì mình sẽ là vào ôn tập đề thi để chưa? Đấy. Vào ôn tập đề thi hay là chữa các cái phần ôn tập ấy, thì nó sẽ rơi khoảng 2 buổi. Đấy. Rơi tầm 2 buổi được chưa? Đấy. Thế thì mình nhắc lại một điều nhé, đấy là môn AZ04 là một môn không quá khó, thì mọi người muốn đạt được kết quả tốt thì mình cứ ôn bám sát cái bộ đề thi, bộ đăm, bám sát bộ đăm. Thứ hai nữa là mình cứ chuẩn bị sau khi đã ôn tập kỹ càng rồi thì cứ chuẩn bị một tâm lý thoải mái thôi. Được chưa? Đấy. Thứ ba là trong tình huống trong bài thi cũng sẽ có các cái câu không nằm trong đăm, đấy thì đấy là cái điều bình thường. Đấy, một bộ đăm chuẩn thì nó thường rơi vào khoảng từ 80-85% thôi. 80-85% các câu hỏi có trong đề thi. Được chưa? Đấy, và trong đề thi mình cũng sẽ có cái xác suất gặp được các câu mới. Đấy, khoảng từ 5 đến thậm chí có thể 5 đến 10 câu. Đấy, 5 đến 10 câu, cái này thì nó là hên xui rồi. Đấy, có thể gặp các câu mới thì 5 đến 10 câu thì nó vẫn nằm trong ngưỡng an toàn và mình cũng không có gì lo lắng cả, đúng không ạ? Cứ hết sức bình tĩnh để đảm bảo. Đấy, đăng, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo account nhé, cũng như là mình sẽ book lịch thi nhé. Đấy, book lịch thi. Thế thì cái điều này cũng là một cái phần quan trọng đối với lớp mình, bởi vì lớp mình thì là mọi người đã được, tức là đã là một cái dạng như là combo ấy, đúng không ạ? Đã có sẵn cái lệ phí thi rồi. Đấy, đã có sẵn lệ phí thi rồi. Thế thì để thuận tiện cho phía admin có thể book lịch thi cho mọi người ấy. Đấy, thì mọi người sẽ cần phải có một cái account, cần phải có một cái account để mình có thể thực hiện thi. Đấy, có một account và thật ra ấy, quan trọng là mình sẽ cần phải có một cái mã, có một cái ID. Mình hiểu đó là cái ID dành cho các cái người tham gia thi. Đấy, các cái thí sinh tham gia thi cũng như là ID để mình kiểm soát các cái chứng chỉ của mình. Nếu như mình có các chứng chỉ của Microsoft nhé. Đấy. Thì mình có một cái ID thôi, tức là mọi người sẽ cần phải có một cái account này. Mình tưởng tượng có account ấy, thì tất cả các cái certificate của mình theo hướng là Microsoft nhé, thì tất cả sẽ được tra cứu thông qua cái account này. Đấy, tất cả sẽ được tra cứu, tất cả sẽ được tập hợp vào account. Đấy, thì gắn với account chẳng qua nó là một cái mã ID thôi, ID thí sinh, ID người dự thi ấy, đúng không ạ? Đấy, thì cần phải có ID này thì mình mới book được lịch thi, từ ID mới book được lịch, book được ca thi. Cho nên để thuận tiện cho phía admin có thể hỗ trợ mọi người book lịch thi nhé. Đấy, book lịch online, offline đều được. Thì mình nên có cái mã ID này. Đấy, nó gọi là MCID. Đấy, MCID. Và cái ID này mình sẽ cung cấp cho phía admin để người ta có thể book được lịch thi. Được chưa? Đấy, có account. Cần có account. Do đó là cần phải có account. Và account này thì mình vừa dùng để đăng ký thi cho các lần sau này, vừa dùng để thực hiện, đấy là quản lý certificate. Đấy. Một account nó sẽ link hết tất cả các cert vào. Được chưa? Và các cert Microsoft thì nó cũng đều có liên kết đến cái Grady rồi. Đấy, mình có thể là đẩy các thông tin từ Grady lên trên LinkedIn, đúng không ạ? Đấy, cần phải có cái account để quản lý cert. Đối với các chứng chỉ của Microsoft thì có thời hạn khá là ngắn, đấy là thời hạn 1 năm. Đấy, chứng chỉ của Microsoft thì chỉ có thời hạn 1 năm thôi nhé mọi người nhé. Khác với cả những hãng khác, đấy, có hãng thì sẽ là 3 năm, có hãng thì có thể sẽ là 2 năm, rồi 5 năm, vân vân. Đấy, với Microsoft thì sẽ là 1 năm.
một năm được chưa? Đấy, nhưng mà hiện tại Microsoft vẫn đang hỗ trợ đấy là việc renew. Renew tức là thường niên rồi, đúng không ạ? Yearly rồi, là hàng năm. Mình chỉ có thời hạn một năm rồi, thì cho nên là renew sẽ phải hàng năm. Và việc renew hiện tại thì đang free. Đấy, hiện đang free. Đấy, hiện đang free, miễn sao là mình làm mình thực hiện cái bài renew ấy. Bài renew thì nó rất là đơn giản. Đấy, bài renew thì nó chỉ khoảng từ 24, 26 câu thôi, cũng là trắc nghiệm. Đấy, và làm online chứ không cần phải book lịch gì cả. Được chưa? Đấy, thì nó đang hiện tại đang là free. Hiện tại đang là free. Mình chỉ cần làm cái bài renew trước cái thời điểm hết hạn thôi. Ví dụ như là ngày 15 tháng 7 là ngày hết hạn chứng chỉ thì mình sẽ cần phải làm bài renew, đúng không? Trước cái ngày 15 tháng 7. Đấy, từ ngày 15 tháng 7 đổ về trước, còn để quá thì sẽ không thể renew được nữa mà sẽ phải thi lại. Đấy, thi lại từ đầu, thì lúc đấy là lại tốn chi phí. Đấy, thì đối với Microsoft thì nó là gia hạn hàng năm và việc gia hạn thì đang là free. Đấy, việc gia hạn thì đang free. Để nhận đang free thì đấy là cái đặc điểm của cái chứng chỉ của Microsoft. Chưa? Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đăng ký nhé. Nếu mà ai đã có OCao rồi, đã từng thi chứng chỉ của Microsoft rồi thì mình có thể tập hợp hết các chứng chỉ về OCao đấy, thì các bài thi tiếp theo mình dùng chung một OCao thôi, mình chỉ dùng một OCao thôi. Đấy, thì mình không cần tạo thêm nữa, không cần tạo thêm, chỉ cần đăng nhập thôi. Đấy, còn hai chữ, còn những bạn mà chưa từng thi chứng chỉ của Microsoft thì sẽ cần phải tạo thêm. Được chưa? Đấy, tạo thì nó rất là dễ, mình dùng một cái mình dùng cái email thôi. Đấy, dùng cái email bất kỳ, đúng không ạ? Case study 104, để mình xem lại nào. Case study như là 305 mới có. À, như vậy là có case study. Có case study đấy. Có case study. Mọi người lưu ý là trong bài thi thì mình sẽ có phần case study nhé, sẽ có hai phần. Đấy. Đúng rồi. Mà người lưu ý là trong bài thi thì mình sẽ có hai phần nhé. Một phần nó gọi là case study, một phần thì là các cái câu hỏi khác. Thì case study ấy, thì nó sẽ chỉ đưa ra một đề thôi và một loạt các câu hỏi sau đều liên quan đến cái đề đấy. Được chưa? Đấy, nó chỉ có một đề bài thôi, một tình huống thôi và các câu hỏi sau thì xoay quanh cái tình huống đề bài đưa ra. Thế thì case study thì nó thường vào khoảng độ 8 câu, đâu đó khoảng độ 8 câu, 8 10 câu gì đấy. Đấy, đâu đó khoảng từ 8 đến 10 câu. Và cái case study này có thể nằm ở phần đầu hoặc có thể nằm ở phần cuối của bài thi. Đấy, phần đầu hoặc phần cuối bài thi. Cho nên là khi mình làm bài ấy, giả sử nó nằm ở phần đầu nhé, thì mình sẽ làm hết các cái câu study, tức là khoảng 10 câu đi. Làm hết khoảng 10 câu thì mọi người sẽ thấy có phần finish. Đấy, thì cũng không lo lắng nhé. Đấy, mình cứ finish thôi. Đấy là kết thúc cái phần case study. Sau khi finish cái phần này thì mình sang tiếp cái loạt câu hỏi tiếp theo. Được chưa? Và câu hỏi tiếp theo. Thì case study thì nó thường đây này, case study nó chỉ là một đề bài thôi. Đấy, chỉ có một đề bài thôi và nó rất là dài bởi vì nó chỉ có một tình huống mà. Đấy, nó sẽ là tình huống này. Sau đó là một loạt các câu hỏi xoay quanh cái tình huống này. Được chưa? Sau đó lại là một cái case study khác. Đúng không? Và một loạt các cái câu hỏi cũng như là đáp án xoay quanh cái case study đấy. Đấy, nó rất là dài, đúng không? Một cái tình huống dài. Và các câu hỏi phía dưới. Đề chỉ có một case study thôi. Trong đề chỉ có một case study nhé. Mỗi case study có hai câu thôi.
study. Ồ, giờ. Bây giờ nó hơi thay đổi chút. Đấy, như vậy nói chung là nó cũng sẽ có khoảng một vài case study và tức là nó rơi vào khoảng tầm 8 đến 10 câu hỏi. 8 10 câu hỏi, cũng khoảng vài câu vài case study. 8 10 câu. Thì mọi người cứ finish thôi, cứ kết thúc thôi. Sau đó là sang cái phần câu hỏi tiếp theo. Đấy, thì là nó là từng câu hỏi thì nó không liên quan đến nhau nữa. Đấy, hoặc là case study thì nó có thể làm phần cuối, tức là mình có thể làm 40 làm 4 50 câu xong rồi đúng không ạ? Thì cái phần cuối 4 50 câu xong finish rồi đấy, thì lại thêm một cái case study nữa nhé. Thêm một cái phần case study, hoặc là có thể là case study phần đầu, sau khi làm xong thì mình sẽ làm tiếp 4 50 câu sau. Đấy. Thì nó sẽ có hai phần case study, đề bài nó khá là dài. Rồi, thế thì ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo account nhé, và cũng đăng ký luôn. Đấy, mình có thể là cách thức đăng ký. Đấy, thì nó rất là dễ thôi, đăng ký cực kỳ dễ. Thì đăng ký thi thì mình sẽ có hai loại thi, hai hình thức thi, một là thi online, hai là thi offline, online hoặc offline. Đấy, nếu bạn nào lần đầu tiên thi thì nên thi offline. Đấy, lần đầu tiên thi thì nên thi offline, được chưa? Còn bạn nào đã từng thi chứng chỉ quốc tế rồi, không kể là của Microsoft, của bất kỳ một môn nào, bất kỳ hãng nào thôi. Đấy, thì có thể xem xét thi online. Để mỗi loại thì nó sẽ có cái ưu nhược điểm riêng. Thi offline thì thủ tục đơn giản. Đấy, thủ tục đơn giản. Được chưa? Thủ tục đơn giản, ít mắc lỗi, ít có sự cố, nhưng mà nhược điểm đấy là về mặt thời gian và địa điểm. Thời gian thì thường là thi offline chỉ trong giờ hành chính thôi. Đấy, trong giờ hành chính thôi, thậm chí thứ bảy chủ nhật cũng khá là khó có đơn vị tổ chức. Đấy, cũng có nhưng mà không nhiều, đúng không ạ? Cũng có không nhiều. Đấy, cho nên là bị giới hạn về mặt thời gian cũng như là địa điểm, mình cần phải di chuyển trực tiếp đến nơi thi này. Đấy, cũng như thời gian cũng phải theo đúng thời gian mà người ta tổ chức này. Được chưa? Còn thi online. Online thì nó sẽ nhiều thủ tục hơn, rắc rối hơn. Nhiều thủ tục hơn, rắc rối hơn và có thể xảy ra nhiều sự cố hơn, đúng không ạ? Đấy, có thể xảy ra lỗi, xảy ra sự cố hơn. Đấy, nhưng mà được cái ưu điểm thì thời gian cũng như địa điểm thì mình rất chủ động. Đấy, mình có thể đặt bất kỳ thời điểm nào, không phải theo giờ hành chính nữa, bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ ca nào. Đấy, mình có thể đặt vào những cái thời gian như là buổi tối này, sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, đúng không ạ? Đã xong tinh thần, đã ăn uống các thứ đầy đủ rồi. Đấy, rồi thời gian yên tĩnh, mình có thể làm bài nó đơn giản, đúng không ạ? Rồi mình có thể làm ở những cái địa điểm mà mình rất là quen thuộc, mọi thứ đã quen thuộc rồi. Đấy, thì tâm lý nó sẽ ổn hơn, đúng không? Đấy. Nhưng mà thi online thì đấy, thì thủ tục nó sẽ nhiều, thủ tục sẽ khá là nhiều, cũng như là cái sự chuẩn bị của mình cũng phải, phải có một sự chút sự chuẩn bị nữa. Thì mỗi loại nó sẽ có một cái hình thức riêng. Thì thường thì nếu mà đã thi online rồi thì thường mình thấy là cũng đa số người sẽ thích thi online mãi thôi. Đấy, vì nó quá tiện, đúng không ạ? Quá tiện. Nhiều khi là thi online chỉ cần là đến công ty và mượn tạm phòng họp chẳng hạn, đúng không ạ? Book phòng họp này, sau đó vào trong phòng họp để thi, đấy, tranh thủ để thi, hoặc có thể là thi ở trong tại nhà. Đấy, tức là nó rất là linh hoạt. Ưu điểm của online đấy là linh hoạt. Linh hoạt. Còn số lượng câu hỏi này, đấy, rồi cái thao tác này, thì hai hình thức này nó không khác biệt nhau, đấy, khác không khác biệt gì nhau cả, online hoặc offline. Đây, thì điều đầu tiên nhé, và mọi người cũng sẽ chuẩn bị cho mình cái account luôn nhé. Đấy, để sau buổi hôm nay thì mình sẽ báo phía admin sẽ làm một cái khảo sát. Đấy, mọi người sẽ điền thông tin account để cũng như là cái thời gian hoặc là cái địa điểm, thời gian cũng như địa điểm mong muốn thi, đúng không ạ? Đấy, hay là dự định thi, thời gian địa điểm dự định thi. Đấy, ví dụ như là thi vào cuối tháng, đúng không ạ? Vào ngày bao nhiêu đấy, vào ngày thứ bảy hay vào ngày một cái ngày nào đấy, thời gian là vào khoảng nào đấy, thì mình sẽ điền các thông tin này để bên phía admin sẽ hỗ trợ mình book ca thi, hỗ trợ mình book lịch thi. Hỗ trợ của mình thi offline thì thời điểm này
book lịch có thể nó cũng khá là dễ thôi, nó không có nhiều biến động. Nhà thi online thời điểm này thì sẽ cần phải book trước một vài ngày đấy, book trước một vài ngày, nếu không thì nó rất là dễ không còn lịch. Ok, được rồi. Đầu tiên nhá, đối với tất cả các môn của Microsoft ấy, sau này mọi người muốn đăng ký thi một môn nào ấy, được chưa? Thì đều có thể làm thao tác giống như vậy nhé. Đấy, đều làm thao tác giống như vậy nhé. Mình sẽ thi môn nào thì mình chỉ cần tìm cái mã môn của cái môn đấy thôi, được chưa? Mã của chứng chỉ đấy thôi. Ví dụ như là AZ104 này. AZ104, được chưa? Đấy, thì AZ500 thì là AZ trừ 500, AZ700 thì AZ trừ 700, AZ104. Đây. Sau đó mình vào cái trang của Microsoft nhé. Learn Microsoft ấy. Microsoft Certificate Azure Administrator Associates là cái tên của AZ104. Mình click vào đây. Chính trang chủ của Microsoft luôn nhé. Đấy, sau đó mình sẽ cuộn xuống phía dưới. Đây thì nó sẽ là giới thiệu về cái bài thi AZ104, cái chứng chỉ AZ104. Đấy, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm cần thiết này, những cái mảng hay là những cái domain mà có đề cập đến này. Đấy, cũng như là chuẩn bị cho kỳ thi thì mình cần học những cái bài nào, chuẩn bị lý thuyết nào. Đấy. Được chưa? Và cuối cùng mình tìm đến cái phần là take the exam ấy, phía cuối ấy, được chưa? Đấy, thì nó sẽ có phần là schedule thông qua Pearson VUE. Đấy, thì các cái hãng mà có chứng chỉ ấy, thì các hãng cung cấp chứng chỉ như Microsoft, như Cisco, như AWS, như Google ấy, thì thường là sẽ thông qua một cái đơn vị để tổ chức thi. Đấy. Ví dụ như Microsoft thì người ta sẽ chuẩn bị đề thi, chuẩn bị những cái câu hỏi. Còn cái việc mà tổ chức thi, việc mà làm giám khảo hay là giám sát, đúng không ạ? Đấy. Tổ chức ca thi, cung cấp người coi thi, chấm điểm bài thi thì sẽ là thông qua các cái đơn vị khảo thí. Đấy. Và đơn vị khảo thí ở đây thì nó sẽ là Pearson VUE, đúng không ạ? Pearson VUE thì đây nó là đơn vị khảo thí hàng đầu rồi. Pearson tổ chức các cái bài thi, gần như là đại đa số những cái chứng chỉ đều thi được qua Pearson, đúng không ạ? Đều thi qua Pearson. Đấy. Thì từ Pearson lại có các cái giống như là ủy quyền ấy, đúng không ạ? Các cái đại lý ủy quyền. Đấy, các đại lý ủy quyền ở Việt Nam đấy, từ chính là các cái trung tâm, chính là các cái đơn vị mà người ta tổ chức thi offline, đấy là các cái đại lý ủy quyền của Pearson, được chưa? Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn quốc gia nhé. Ở các quốc gia khác nhau thì giá thi nó lại khác nhau. Đấy. Như ở Mỹ là 165 đô, nhưng ở Việt Nam chỉ là 80 đô thôi. Đấy, ở đây mình sẽ chọn đến quốc gia tương ứng này, Việt Nam này. Được chưa? Tất cả các bài thi của Microsoft từ cấp độ Associate trở lên thì nó sẽ có giá là 80 đô. 80 đô một bài. Có thể có chứng chỉ sẽ cần hai bài thi. Đấy, nhưng mà mỗi bài thi thì nó sẽ là 80 đô đồng giá. Đúng không ạ? Cùng một loại. Đấy, Associate và Expert đều cùng là 80 đô. Đấy, Fundamental thì có thể sẽ rẻ hơn một chút, sẽ thấp hơn, có thể sẽ là 65 đô. Được chưa? Rồi mình chọn quốc gia nhé. Đấy, tìm mã môn này, truy cập vào trang Learn Microsoft này. Sau đó mình cuộn xuống phía dưới này, mình điền quốc gia tương ứng này, sau đó mình chọn là Schedule Exam này. Được chưa? Mình sẽ chọn để book ca thi đấy. Schedule Exam. Schedule Exam rồi. Đến đây thì bạn nào đã từng thi chứng chỉ của Microsoft thì chỉ việc đăng ký, đăng nhập email vào thôi. Đấy, đăng nhập email vào thôi. Đăng nhập email nhé. Được chưa? Rồi. Bạn nào đã thi của Pearson nhưng mà của môn khác thì ở đây mình cũng cần phải tạo lại thôi. Đấy, cũng cần phải tạo lại thôi để có cái mã MCID. Được chưa? Ở đây mình sẽ tiến hành là tạo thôi, create one, được chưa? Create one. Đấy. Thì giả sử như mọi người đã có, ở đây thì chắc cũng đã có một số bạn là đã có chứng chỉ quốc tế rồi, đã thi chứng chỉ quốc tế rồi, thì mình có thể là vẫn dùng cái email đó, vẫn dùng cái email đã đăng ký của trên Pearson ấy. Ví dụ như thi LPI trên Pearson là cũng phải đăng ký account ở trên LPI, đúng không ạ? Rồi mới tiến hành là book lịch thi trên Pearson. Thì các hãng khác đều đa số như vậy thôi. Đấy, thì mình có thể điền email ở đây này, điền email ở đây abc@abc.com, đúng không ạ?
tất cả các cái chứng chỉ của mình của các hãng khác nữa thì đều kết nối hết về một account, thì mình có thể dùng chính account đấy để đi đăng ký. Đấy. Được chưa? Đấy, còn bạn nào đã thi chứng chỉ Microsoft rồi, có email rồi thì mình nhập email vào đây thôi. Còn chưa có thì mình tạo mới. Được chưa? Chưa có mình sẽ tạo mới và nên dùng một account thôi. Đấy, để link hết các chứng chỉ về cái account này của mình cho dễ quản lý. Đấy, dễ quản lý. Đối với Microsoft thì nó phải renew chứng chỉ hàng năm. Đấy, cho nên là mình cũng cần phải kiểm soát để tiến hành renew trong cái thời gian cho phép. Được chưa? Ở đây thì mình sẽ hành tạo mới một email, tạo mới hoàn toàn này. Outlook này, ví dụ AZ104 1507 outlook.com next này. Rồi password. Rồi Việt Nam, đấy, mình cứ chọn lấy một ngày bất kỳ thôi. Giống như là một số cái phần đầu tiên mình đã từng tạo mới account đúng không ạ? Thế đây, nếu mọi người đã có account rồi nhé thì mình tiến hành đăng nhập nhé. Nếu đã có account Microsoft thì tiến hành đăng nhập thôi. Nếu đã có account Microsoft thì tiến hành đăng nhập. Thì mình nên chọn một account thôi để dễ kiểm soát các cái chứng chỉ. Nhiều quá, mình sẽ hành đăng nhập một cái account, có thể account mới luôn. Đây, một cái account mới luôn. Rồi cái này phải dùng account cá nhân nhé. Account cá nhân. Account cá nhân. Cao cá nhân new remote. Đấy. Đó, tạo nhiều cao quá nên là cái phần captcha này nó nhiều.
Không. Nhiều á, thì từ xem đăng nhập một cái account mới nhé. New email. Đấy, có thể dùng Gmail, có thể dùng các cái account cá nhân. Microsoft account. À, rồi. Gmail thì mình phải là get new email. New email, sau đó mình nhập email Gmail vào. New email. Schedule. Create one này. Tạo mới một account. Tạo mới thì phải là Microsoft. Đấy, mình cứ tạo một account thôi. Sau khi tạo xong account nhé, thì trước khi mà đăng ký với cả Pearson ấy, đấy, sau khi mà mình tạo account nó sẽ là một cái trang như này này. Mọi người tranh thủ mình có thể là tạo account hoặc là đăng nhập account vào luôn nhé. Đấy, đăng nhập account vào luôn và mình lưu lại một số thông tin nhé. Đấy, tranh thủ mình tạo mới một account đi hoặc là mình đăng nhập account vào. Có thể đăng nhập bằng Gmail. Đấy, đăng nhập bằng Gmail, đăng nhập bằng các email khác. Thì trước khi mà mình đăng ký đặt lịch với Pearson thì mình cần khai báo một số các cái thông tin trong profile. Đấy là address này. Đấy. Address thì mình sẽ điền thông tin trong này. Được chưa? Điền thông tin về address. Đấy, ví dụ 17 này. 17. Đấy, khoảng mình điền thông tin thôi. Đấy. Có thể là điền địa chỉ nhà, điền địa chỉ công ty đều được. Đấy, Việt Nam. Ở Hà Nội thì nó sẽ là 100.000. Ở Hà Nội sẽ là 100.000, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 70.000. Rồi, country code Việt Nam. Phone number thì mình điền các cái thông số trong này vào nhé, số điện thoại đấy. Number. Đấy, địa chỉ email. Để có thông tin thì nó sẽ gửi thông tin thông báo về địa chỉ email này. Số điện thoại của thì cũng như vậy, được chưa? Mình sẽ điền thông tin số điện thoại với cả địa chỉ email của cá nhân vào đây. Đấy, còn địa chỉ thì có thể điền địa chỉ ở công ty hoặc là địa chỉ ở địa chỉ nhà ở hoặc địa chỉ công ty đều được. Đấy, địa chỉ này thì nó sẽ có tác dụng là sẽ tìm ra những cái đơn vị được phép tổ chức thi. Đấy, những cái đơn vị ủy quyền của Pearson được phép tổ chức thi thì mình dễ dàng tìm kiếm hơn. Đấy. Rồi, sau khi điền thông tin rồi thì mình tiến hành submit nhé. Được chưa? Submit để registration một cái account ở trên Pearson. Submit này. Đấy. Người có thể thực hiện luôn nhé. Đấy, mình có thể là tìm môn AZ104, mình chưa book lịch hẳn, nhưng mình sẽ tiến hành là để đăng ký hay là đăng nhập account lên trên Pearson nhé. Đấy, sau khi đã chuyển hướng, đây là chuyển hướng sang Pearson rồi, và mình sẽ book lịch thi với Pearson. Được chưa? Quản lý lịch thi với Pearson thì đến cái trang này, đến cái bước này này thì mọi người có thể click vào cái ô profile này. Đây. Thì mình có cái mã là MSID này, mình sẽ lưu lại cái mã này nhé.
Đấy. Lưu lại mã này để nếu mà cần book lịch thi ấy, thì mình có thể đưa ra cái mã này cho bên phía quản lý lớp, bên phía admin nhé. Mình sẽ có mã ID. Rồi, ok. Thì lúc này mình sẽ tiến hành chọn lựa option để tiến hành làm bài thi nhé. Mình sẽ có 3 option. Đấy là thi ở trong cái test center, tức là thi ở offline đấy. Thi ở test center mà thi ở offline, thi ở các cái đơn vị ủy quyền của Pearson, được chưa? Đơn vị ủy quyền của Pearson, ví dụ như là NetPro, ví dụ như IPMark. Đấy. NetPro, IPMark này, Thái Sơn này. Đúng không ạ? Đấy là ở Hà Nội. Vân vân. Các cái đơn vị, các cái trung tâm mình có thể đến trực tiếp mình thi. Option thứ hai là sẽ online thông qua, cũng là thông qua phần mềm OnVu, một cái phần mềm của Pearson. Đấy, mình cũng sẽ cài cái phần mềm này lên máy để tiến hành thi online. Option thứ ba là sẽ có một cái private access code, thì cái này là dành cho một số bài thi đặc biệt. Một số bài thi đặc biệt người ta sẽ mở private thôi, người ta không mở cho toàn bộ mọi người đăng ký thi. Đấy, thì ai muốn đăng ký thi sẽ phải có một cái mã, nhập mã đấy vào thì sẽ là được đăng ký làm bài thi. Thấy chưa? Đấy, một số các môn đặc biệt, một số các môn không public ra thì sẽ thông qua cái private access code này để đăng ký. Đấy, thì cái này mình không quan tâm nhiều. Ở đây thì mình sẽ quan tâm đến hai hình thức, đấy là test center với online. Một hình thức là offline, một hình thức online. Thấy chưa? Mình sẽ đăng ký cái test center này trước này. Đấy. Đối với các môn khác của Microsoft, mọi người sẽ làm như này. Và đây thật ra là môn nào nó cũng là như này hết thôi. Được chưa? Không chỉ quan tâm đến môn Asset 104 đâu. Mọi người có đăng ký các cái môn khác ấy, khi mà đã chuyển đến cái giao diện của Pearson ấy, thì là nó đều như này hết mà. Đều như này hết. Mình chỉ cần chọn lựa cái hình thức thi thôi. Lựa chọn offline này. Đấy, thì đăng ký thi offline mình cần quan tâm nhé. Mình cần có cái cần có giấy tờ cá nhân. Được chưa? Cần mang theo giấy tờ cá nhân. Thì thông thường mình cần phải mang theo bằng lái xe, mang theo căn cước công dân. Được chưa? Bằng lái xe và căn cước công dân. Đấy. Để khi, tức là mình book lịch thi nhé, mình đặt lịch này, mình chọn thời điểm, mình chọn cái thời điểm cũng như là chọn địa điểm thi này, thời gian địa điểm thi này. Thế thì đến cái gần đến cái thời gian thi đấy thì mình đến nơi, đến trung tâm. Sau đó là khi đến trung tâm thì mình sẽ mang theo giấy tờ cá nhân để làm thủ tục vào phòng thi. Đấy, thì lúc này các thủ tục thì bên phía trung tâm sẽ lo cho mình. Đấy, từ việc là in ấn này, từ việc chụp ảnh này, từ việc đưa các giấy tờ ký cam kết các thứ này. Đấy, thì trung tâm họ sẽ lo hết. Và đến giờ thì Nga sẽ dẫn mình vào cái phòng để thi thôi. Bật máy sẵn lên, bật phần mềm sẵn lên, nhập sẵn code, nhập sẵn các thứ lên rồi. Đến giờ là active để mình làm bài thôi. Được chưa? Đấy, thì cần chuẩn bị giấy tờ cá nhân. Đấy, rồi đồ dùng cá nhân thì chỉ mang theo như kính này. Đấy. Chỉ mang theo kính thôi, rồi tất cả đồ dùng cá nhân khác thì không được mang theo vào. Trong cái phòng thi thì nó cũng sẽ có camera giám sát. Được chưa? Đấy, không được dùng các cái đồ đạc cá nhân khác như bút không cần này. Bút cũng sẽ đến nơi là cũng sẽ được cung cấp này. Đấy, có thể request bút, giấy nháp, vân vân. Được chưa? Test center nhé. Mình chọn next này. Rồi mình chọn ngôn ngữ trong bài thi, thì đây là những cái ngôn ngữ được hỗ trợ trong bài thi. Đấy, ngôn ngữ hỗ trợ trong bài thi. Được chưa? Ở đây thì mình sẽ chọn English thôi. Được chưa? Với Pearson thì với các cái quốc gia mà không nói tiếng Anh thì mình có thể request để nhận thêm 30 phút. Đấy, request để nhận thêm 30 phút. Thông thường thì ít người request. Đấy. Thứ nhất là bài thi Microsoft thì nó cũng khá đơn giản. Và cái bộ đam ôn thi thì nó thường là khá chính xác nên thường ít khi người ta request thêm thời gian. Rồi, next này. Rồi, đồng ý với các cái điều khoản từ phía Pearson thôi. Next này. Đấy, các cái policy, các chính sách thì mình cũng đồng ý hết nhé. Agree. Đấy, và các cái môn thi của Microsoft thì là mình thi xong là mình sẽ có kết quả luôn, ngay tức luôn. Đấy, thường thì chứng chỉ cũng sẽ nhận trong ngày luôn, thường không quá 24 giờ. Mình sẽ nhận chứng chỉ. Chứng chỉ thì nó sẽ chỉ là bản mềm thôi. Đấy, chứng chỉ nó chỉ là bản mềm thôi. Mình có thể in ra, đúng không? Hoặc là lưu lại thành file PDF. Đấy, lưu lại thành file PDF hoặc là có thể là link đến Credly, rồi chọn link sang LinkedIn.
Đấy, chứng chỉ sẽ được gửi về email mà mình đăng ký nhé. Rồi, để tìm kiếm cái trung tâm mà gần với cả vị trí của mình nhất, được chưa? Thì ở đây nó sẽ tìm theo cái địa chỉ mà mình đã nhập ban đầu. Đấy, mình có thể thay đổi cái này nhé, được chưa? Thì ở đây thì nó sẽ là tự động tìm ra. Đấy, thì mình sẽ có các cái trung tâm như thế này, được chưa? Tech for TV này, khoảng cách là 1,7 mile, đúng không ạ? Mình có thể sâu dưới dạng là km. Đấy, 2,8 km này. Hà Tech 3,8 km. Đấy, Đại học Kinh tế Quốc dân 3,7. Đấy, tức là những cái trung tâm mà gần mình nhất, trung tâm mà được sự ủy quyền ấy. Đấy, thì mình có thể tích chọn, được chưa? Tích chọn, có thể chọn nhiều nhé, chọn nhiều để đối chiếu so sánh xem là cái ngày hôm đấy thì những trung tâm nào còn ca thi, được chưa? Đấy, ví dụ mình tích chọn hai trung tâm, sau mình chọn next, được chưa? Đây là chọn địa điểm nhé, chọn địa điểm trước. Đấy, rồi tiếp theo là mình sẽ chọn ngày thi. Đây, mọi người có thể thấy là trong tháng 7 thì nó cũng đã kín rồi, hoặc là trung tâm này đang đóng. Mình chọn trung tâm thứ hai. Rồi đây, vẫn còn một số những cái thời điểm mình có thể book được. Đấy, thường thì nên book sớm, nên book trước vài ngày. Đấy, thì nó sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Đấy, ví dụ như mình sẽ book một tuần sau 22 này. Đấy, để chọn, mình có thể chọn lựa cái hiển thị thời gian nhé, 12 giờ, 24 giờ, dụ hiển thị theo dạng 24 giờ. Để chọn. Ở đây thì người ta tự book cho mình một cái thời điểm này, đấy, khoảng 8 đến 10 giờ sáng ngày 22, mình chọn là explore more time nhé. Explore more time, đấy, thì mọi người sẽ thấy rằng là thi offline thì sẽ chỉ có 3 khoảng lựa chọn thôi, từ trong giờ hành chính thôi. Đấy. Sớm nhất là 8:30 này, và muộn nhất của mình sẽ là đến 16 giờ. Đấy. Muộn nhất này thì nó tùy theo môn thi, môn nào 3 tiếng thì sẽ chỉ được đến 2 giờ thôi. Được chưa? 2 giờ hoặc 3 giờ đăng ký thôi, tùy vào cái thời điểm kết thúc của các cái trung tâm. Nếu như có những trung tâm mà người ta chỉ làm việc đến 17 giờ ấy, thì với môn 2 tiếng thì mình chỉ được đăng ký muộn nhất là 3 giờ thôi. Đấy. Đây, những khoảng thời gian mình được phép book. Ví dụ mình book vào khoảng 9:30 sáng này. Đấy. Được chưa? 2 tiếng, 9:30 đến 11:30. Sau đó mình chọn là book with appointment. Đấy. Book with appointment. Thì những cái phần phía sau thì sẽ là thông tin như chi phí này, đấy, detail này. Được chưa? Đấy. Sau đó mình chọn là process thôi. Đấy, chọn process. Thời gian 120 phút, ngôn ngữ English này, thời điểm thi này. Để chọn, và mình cần phải đến cái địa điểm này để thực hiện thi. Đấy. Đến địa điểm này thực hiện thi. Để chọn. Chọn process check out. Đấy, lúc này thì sẽ là điền thông tin thẻ thôi, thẻ Visa, thẻ Mastercard mình điền trong này. Nếu có mã voucher giảm giá thì mình sẽ paste cái mã vào đây thôi để apply. Để chọn. Sau đó điền chọn phương thức thanh toán như là thẻ, thẻ JCB rồi American Express hay là Mastercard Visa, được chưa? Sau đó điền thông tin và thanh toán. Sau khi thanh toán xong thì sẽ có email gửi về thông báo là đã đặt lịch thi thành công. Đấy, ngày giờ địa điểm, tất cả mọi thứ rõ ràng, đúng không ạ? Và trong quá trình mà mình chuẩn bị đến bài thi ấy, thì mình có thể thay đổi lịch thi trong vòng 24 giờ nhé, tức là muộn nhất là 24 giờ trước khi thi thì có thể đăng ký đổi lịch, được chưa? Đấy, ví dụ như ngày 22 mình book lịch ngày 22, nhưng mà ngày 20 hoặc ngày 21 mình nhận thấy rằng là ngày 22 mình có một cái việc đột xuất nào đấy, đúng không ạ? Không thể tham gia được kỳ thi, thì lúc này mình có thể có đường link ở trong mail, mình sẽ click vào đường link để tiến hành reschedule, đặt lịch sang một cái hôm khác, đấy, rồi có thể đặt lịch cho một cái trung tâm khác, đơn vị khảo thí khác.
đều được. Đấy, trên location. Đấy, đấy là đăng ký thi offline. Sau khi đăng ký như này rồi ấy, thì đến ngày thi thôi. Đến ngày thi thì mình chỉ cần chuẩn bị giấy tờ cá nhân, căn cước, rồi bằng lái xe. Sau đó là mình sẽ di chuyển đến cái trung tâm thi. Đấy chưa? Đến cái trung tâm khảo thí. Di chuyển đến trung tâm khảo thí. Và nên có mặt sớm trước khoảng từ 15 phút. Khoảng từ 10-15 phút để có thể làm bài, làm thủ tục. Đây. Sẽ cần có mặt này, ở địa điểm này. Đấy. Và nên có mặt khoảng 15-20 phút. Chúng ta làm thủ tục chỉ mất 5 phút thôi. Đấy. Nhưng nếu mình chưa đến cái địa điểm này bao giờ thì cần đến sớm hơn một chút, đúng không ạ? Để có thể tìm kiếm, để có thể dễ dàng mình làm các thủ tục khác. Đấy. Làm thủ tục mất khoảng 5 phút thôi. Đấy. Tất cả mọi thứ thì bên phía trung tâm hay là đơn vị ủy quyền người sẽ làm cho mình. Cái trung tâm khảo thí người sẽ làm cho mình hết. Chỉ đưa giấy tờ cá nhân này, đấy, rồi ký kết, rồi chụp ảnh. Sau đó làm bài thi. Sau khi làm bài thi rồi chọn finish rồi thì sẽ có điểm hiển thị ra luôn. Và trung tâm thi người ta sẽ in điểm cho mình luôn. Đấy, in bảng điểm mình có thể cầm về. Và chờ đợi, ví dụ như là nếu mà đã pass thì sẽ chờ thường thì trong khoảng 24 giờ. Không đến 24 giờ, khoảng 10-12 tiếng thôi. Là có email thông báo pass, có email chứng chỉ luôn rồi. Đấy, truy cập đường link để có thể download, để có thể xem view chứng chỉ lên. Đấy, thì đấy là đăng ký thi offline. Đấy chưa? Một cái tiện đấy là mình không cần phải làm nhiều thủ tục. Đấy, tất cả mọi thứ thì là đến mang giấy tờ cá nhân đến là người ta hướng dẫn hết rồi. Đấy, ký vào đâu rồi chụp ảnh các thứ là người ta hướng dẫn hết, có người hướng dẫn hết, đúng không ạ? Thủ tục thì nó dễ và ít gặp sự cố, thậm chí là nếu có sự cố thì bên phía trung tâm cũng sẽ xử lý cho mình. Đấy, ví dụ xử lý sự cố mất kết nối, mất đường truyền chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, thì sẽ có người xử lý. Hoặc là máy bị treo, đúng không? Có thể chuyển sang máy khác hay là xử lý thì đều có người hỗ trợ. Đấy, đều có người hỗ trợ. Em hỏi chút đó là cái việc là nếu như mà đối với trường hợp của em là thi lần đầu chứng chỉ quốc tế thì ví dụ đến mà thi offline như này thì các cái chi phí ví dụ như như thầy nói chụp ảnh thứ gì thì là cũng là tức là cái lớp của mình là đã có cái chi phí chi trả rồi trước rồi, đúng không? Đúng rồi, mình chỉ cần tức là sau buổi hôm nay nhé thì bên phía admin lớp sẽ có một cái đường link để làm khảo sát, mọi người sẽ điền thông tin trong đấy, mình muốn thi vào ngày nào, mình muốn thi địa điểm ở đâu, thì địa điểm ấy thì mọi người làm giống như mình vừa rồi ấy. Địa điểm thì mọi người sẽ giả lập là mình đăng ký nhé, giả lập là mình đăng ký rồi mình xem địa điểm nào mình di chuyển thuận lợi này, và địa điểm đấy là có ca thi vào ngày giờ đó thì mình sẽ điền thông tin như này vào cái file khảo sát, ví dụ như là 9:30 đến bao nhiêu đấy, đúng không ạ, ngày 22 tháng 7, rồi location là gì này, đấy thì mình điền để cho bên phía quản lý người ta cũng sẽ bên phía admin sẽ hỗ trợ cái book cho mình ca thi. Đấy. Thì book xong rồi thì mình sẽ có thông tin về email, mình cũng cung cấp cả email nữa. Đấy, cung cấp địa chỉ email, sau khi book xong thì sẽ có email gửi về và mình chờ đến cái ngày thi thì mình mang giấy tờ cá nhân đến mình làm thủ tục thi thôi. Không mất thêm chi phí gì cả. Khi đến làm bài thi thì không mất thêm chi phí gì cả nhé. Khi đã thanh toán ở đây, mọi người điền thông tin thẻ Visa Mastercard ấy. Sau khi thi thanh toán 80 đô rồi ấy, thì đến nơi làm thủ tục thi mình không thanh toán bất kỳ khoản phí nào khác cả. Chỉ phải làm thủ tục thôi. Đấy, người ta hướng dẫn ký thì thủ tục nó chỉ có ký này với cả chụp ảnh thôi. Đấy, ký cam kết rồi chụp ảnh thôi. Rồi sau khi mà hoàn thành xong thì ký bảng điểm thôi. Đấy. Thì xong là xong. Mình không phải trả bất kỳ khoản phí nào cả. Tức là nếu mà cái động tác mà chỉ gọi là mình để chọn cái trung tâm mà gần cái chỗ mình nhất thôi, chứ còn cái việc mà check out cùng với lại Mastercard, thẻ Visa các thứ là cũng đâu cần đâu thật. Đúng rồi, mình tức là ở bên phía lớp mình ấy, thì là đã được hỗ trợ cái chi phí thi rồi, thì mình không phải làm bất kỳ cái thanh toán nào cả nhé. Mình không làm bất kỳ thanh toán nào cả, mình chỉ cần điền cái thông tin vị trí với cả thời gian địa điểm thôi.
Đấy thì là để lấy cái location của cái trung tâm mình thi thôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy thì là vâng vâng admin nó sẽ hỗ trợ mình book lớp thôi, à book ca thi thôi. Dạ Mình không vâng ok. Không cần phải thanh toán gì cả. Dạ. Đúng rồi, không cần điền Mastercard, không cần điền bất kỳ cái thẻ gì. Mình sẽ giả lập cái thao tác ấy, đến cái bước đây này, trước cái bước này, không cần đến cái bước cụ thể như này đâu. Đấy, đến cái bước mà book with appointment ấy. Đấy, hoặc là đến như này cũng được rồi, mình chẳng cần phải điền thêm thông tin gì khác cả. Đấy, không cần điền thẻ tiếp gì. Đưa password cho tổ chức đăng ký. Cái này thì theo các cái lớp trước mình nhớ là không phải đưa cái password đâu. Cái này để mình hỏi lại nhé. Sau buổi hôm nay là sẽ có thôi, sẽ có thông tin trên group Zalo của mình đấy. Thì hình như chỉ cần email thôi, email với cả cái ID. Email để nhận thông tin rồi ID. Cái này thì sau hôm nay thì sẽ admin sẽ có thông tin ở trên lớp, trên group lớp Zalo thôi. Đấy, mọi người cứ chờ thêm một chút nhé. Request thêm 30 phút ở trên Pearson. Mình cái này để mình sẽ xem thêm. Bởi vì cũng chưa có trường hợp là request thêm. Đấy, thi offline nhé, thi offline. Thi offline thì nếu bạn nào lần đầu tiên thi thì nên thi offline. Nên thi offline. Đấy. Nên thi offline. Thi online thì nó nhiều cái tình huống phát sinh. Bởi vì là mình hiểu là thi online là mình sẽ phải kết nối đến server ở nước ngoài, đúng không ạ? Server của Pearson ở nước ngoài. Sau đấy là mình còn phải tương tác, mình còn phải giao tiếp với cả giám khảo. Giám khảo cũng là bên phía thường là người nước ngoài, đúng không ạ? Đấy. Rồi thi online thì mình cần phải kiểm soát cả về mặt đường truyền này, do server ở bên nước ngoài, đường truyền rồi không gian có đảm bảo được cái tiêu chí của Pearson hay không. Đấy. Còn thi offline thì mọi thứ đã ok hết rồi, đường truyền cũng ổn định rồi, máy móc phần mềm các thứ thì đều đủ đạt chuẩn để có thể thi được rồi. Đấy. Pearson thì họ luôn luôn là đi kiểm tra đánh giá các cái đơn vị ủy quyền, cho nên là sẽ đảm bảo tiêu chuẩn. Đấy, máy tính thì nó đương nhiên không phải quá xịn, nhưng mà thật ra máy tính thì mình chỉ dùng mỗi con chuột thôi mà. Dùng mỗi con chuột ấn nick, ấn next này, rồi ấn chọn đáp án này. Đấy. Được chưa? Thi thoảng có một số bài thi thì có thể dùng đến bàn phím để nhập đáp án. Đấy, còn đối với Microsoft đây thì gần như chỉ ấn next thôi, chỉ dùng chuột thôi. Đấy, cho nên là máy tính thì nó cũng không phải là quá cao cấp, nhưng mà đủ để mình có thể làm bài thi được rồi. Đấy. Và thường thì nó không phát sinh nhiều cái tình huống gì cả. Đấy thì offline thường không phát sinh cái sự cố gì cả, ít phát sinh đó. Mà phát sinh thì là họ cũng sẽ xử lý luôn cho mình cái đơn vị tổ chức thi. Đấy. Và trong một cái phòng thi thì nó cũng chỉ có vài máy thôi, đa số các cái trung tâm tổ chức thi nó chỉ khoảng tầm 4 máy đến 5 máy là cùng, thường là trong khoảng 3 đến 5. Phòng nó cũng khá nhỏ, mỗi người chỉ có một cái ô đặt máy tính và làm bài thôi. Và bên ngoài thì họ có camera, họ theo dõi. Mang con chuột ở nhà đi cắm được không phải? Không được, mà. Không được mang bất kỳ cái đồ dùng cá nhân nào khác rồi. Tất cả phải dùng đơn vị thôi. Đấy, thi offline nhé. Bạn nào lần đầu tiên thi chứng chỉ quốc tế thì nên thi offline. Nên thi offline.
Đấy. Bạn nào đã từng thi chứng chỉ quốc tế rồi, đã từng thi offline rồi thì có thể xem xét thi online. Đấy. Thì online thật ra mình có thể ban đầu mình ngại thôi. Đấy. Ban đầu có thể hơi ngại thi online. Nhưng mà sau khi thi quen rồi có thể sẽ khá là thích thi online thôi, vì nó rất là tiện. Đây, mình đăng ký lại nhé, theo hình thức thi online này. Online thì mọi người sẽ không cần phải làm thao tác giống như vừa rồi nữa. Đấy, nếu mà muốn thi online nhé, thì hôm nay hoặc ngày mai có cái khảo sát từ phía admin ấy. Mình chỉ cần khai báo là muốn thi online này. Đấy, thời gian thi như thế nào này, thế là xong thôi. Đấy. Việt Nam này, schedule exam. Rồi, vẫn phải điền lại. Thi online thì chuẩn bị nhiều thứ hơn một chút. Đấy. Nhưng mà nếu mà cái thi online này thì sẽ phù hợp với những người này, đấy là rất là bận công tác, đúng không ạ? Bận làm việc và rất khó để xin nghỉ một cái ngày, một cái buổi nào đấy. Bởi vì thi offline thì gần như là sẽ là trong giờ hành chính rồi. Thứ bảy chủ nhật cũng rất ít trung tâm có tổ chức thi. Đấy. Và những cái ngày trong tuần từ thứ hai thứ sáu thì chỉ trong khoảng ví dụ từ 8 giờ cho đến 17 giờ đấy, thì thường người ta có thể tranh thủ buổi trưa chẳng hạn để thi đấy, trưa thì người ta có thể thi trong khoảng từ 1 giờ, sớm nhất thì chắc là thường 1 giờ chiều đấy. Thì nếu mà rất là khó khăn trong quá trình mà mình có thể xin nghỉ một cái buổi nào đấy để đi thi, thì hôm nay có thể nghĩ đến việc đấy là thi online đấy, có thể nghĩ đến việc thi online đấy, nếu mà giờ hành chính rất khó khăn trong cái việc là sắp xếp. Đấy, thì lúc này mình cũng chọn đăng ký thôi. Đấy, thì hình thức mình chọn online này. Đây, đối với online mọi người sẽ thấy là cần chuẩn bị nhiều thứ hơn. Đấy, thứ nhất là cái thiết bị cá nhân, máy tính cá nhân. Bây giờ mình không dùng máy tính của trung tâm nữa, mình phải dùng máy tính cá nhân của mình. Được chưa? Máy tính này thì cần phải có webcam, cần phải có camera đấy, và cần phải có mic. Được chưa? Cần có webcam, cần có mic. Đấy, cần phải có webcam, cần phải có mic. Có mic tích hợp nhé, chứ không có chuyện là đeo tai nghe, người ta cũng không cho phép mình đeo tai nghe. Đấy, cần phải có mic. Rồi phải có không gian để làm bài thi. Không gian ở đây thì yêu cầu thời gian thì nó cũng không quá là khắt khe đâu. Đấy, không quá khắt khe, chỉ cần có một cái không gian nó gọn gàng, không gian không có các thiết bị điện tử ở xung quanh và sẽ là không gian yên tĩnh, đấy, không có nhiều người qua lại, đấy, không có mọi người qua lại, được chưa? Thì nó phù hợp là phòng riêng hoặc là có thể là một cái phòng họp của công ty, đúng không ạ? Trong tình huống mà mình rất khó sắp xếp thời gian đến trực tiếp ở trung tâm thì có thể là book một cái phòng họp của công ty, đúng không ạ? Mượn một phòng họp của công ty, sau đó là thi ở trong phòng họp. Đấy. Rồi giấy tờ cá nhân sẽ là căn cước công dân này và chuẩn bị thời gian thôi. Đấy. Thời gian thì mình sẽ phải vào làm check in 30 phút trước khi mà bắt đầu thi. Được chưa? 30 phút trước khi bắt đầu thi. Đấy. Cái này thì khó khăn sẽ là cần có máy tính cá nhân, thì thường là bây giờ đa số mọi người cũng đều có máy tính cá nhân hết rồi. Đấy, có thể dùng laptop, đúng không ạ? Dùng laptop có sẵn webcam, có sẵn mic rồi. Đấy. Có sẵn webcam, có sẵn mic nhá. Đấy, và đường truyền internet ổn định, được chưa? Cần có máy tính cá nhân cộng với đường truyền internet ổn định. Đấy. Nếu như mà trong tình huống trong thời điểm đấy, lúc này nếu mà bạn nào muốn thi online thì cần phải xem là cái tốc độ mạng của mình có ổn định hay không. Rồi trong những cái tình huống như là internet Việt Nam có gặp vấn đề gì hay không, đúng không ạ? Đấy, cáp quang có bị vấn đề gì hay không này, có bị đứt cáp quang hay là đường truyền internet có vấn đề gì không thì cần kiểm tra. Đấy, giống như là đợt vừa rồi, đúng không? Từ tháng 6 là internet Viettel, internet quốc tế là có vấn đề đấy, đúng không? Đấy, rất là nổi. Đường Viettel là bị giảm 1/3 băng thông.
khi mà đi quốc tế, cho nên là nếu mà thi online thì những cái tình huống như vậy là sẽ có thể gặp vấn đề. Đấy, rất dễ là bị treo, hoặc là đang thi bị treo, bị đít ra ngoài luôn, mất kết nối luôn, đúng không ạ? Hoặc là không pass ra khỏi cái quá trình check in khi mà làm bài thi. Khi mà mình làm bài thi online nhé, là mình sẽ cần phải download một cái phần mềm về và cài đặt lên. Phần mềm mình có tên gọi là OnVu. OnVu. Đấy, download về, cài đặt lên. Cài đặt lên rồi thì bắt đầu là nó sẽ scan xem là thiết bị của mình có mic hay không. Đấy, mình sẽ phải nói vào, phần mềm sẽ nghe nhận có âm thanh có mic hay không. Rồi phần mềm sẽ phát ra một âm thanh, đấy, xem mình có loa hay không, có nghe được không. Rồi sẽ kiểm tra xem là có webcam hay không. Được chưa? Pass được cái phần này rồi thì đến bài test về network connection. À, yêu cầu băng thông quốc tế sẽ phải từ 6 megabit trở lên. Tối thiểu sẽ phải là 6 megabit trên giây. Đấy, những cái ngày bình thường thì cái tốc độ này đa số đường truyền của mình là đáp ứng được. Đấy, đáp ứng được. Chỉ trong một số các tình huống mà có sự cố ấy, đấy, sự cố thì lúc này là có thể sẽ không thể đáp ứng được các cái bài thi này. Nếu mà không đáp ứng được thì là mình sẽ không make được nữa, không vào làm check-in được nữa nhé, không vào làm check-in được nữa. Đấy. Mình sẽ không qua được cái phần check. Thế thì khi giả sử như mà các bạn mà có đăng ký thi online, sau này ấy, có đăng ký thi online môn nào đấy mà đến cái bước check network ấy, đấy, đường truyền mạng mình có vấn đề, hoặc là cái kết nối wifi, hoặc là kết nối mạng của mình có vấn đề do thiết bị, hoặc là do đường truyền internet, được chưa? Tức là vân vân, do một cái tình huống nào đấy mà network mình không pass được cái bài 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 verify, bài check, thì mình cũng không có vấn đề gì cả, được chưa? Trong lúc này mình lại vào lại cái email thôi, vào lại cái Pearson thôi, nó lại có cái nút là reschedule, mình lại đặt lại lịch thôi, được chưa? Đặt lại lịch thôi. Đấy. Online thì nó sẽ không bị giới hạn, ví dụ như là 24 giờ. Trước khi mà bắt đầu bài thi thì mình vẫn có thể đặt lại lịch được, vẫn có thể reschedule được. Đấy. Vẫn có thể reschedule được. Thậm chí là trong tình huống mà bắt đầu bài thi rồi, được chưa? Đấy. Chuẩn bị bắt đầu bài thi rồi, hoặc là không quá nhiều là được rồi. Ví dụ như là mình đặt một cái ca thi là 9 giờ tối bắt đầu thi. Đấy. Thì mình loay hoay mãi mình không vào check in được, có thể là lỗi thiết bị, hoặc có thể là lỗi cái phần nào đó. Đang bình thường đang check in ok hết rồi. Mình đã từng gặp những cái vấn đề như vậy rồi, đã có người gặp vấn đề như vậy rồi. Tức là đang check in ok hết rồi, đúng không ạ? À, qua hết các bài test rồi thì đến cái bước cuối cùng. Đấy, bước cuối cùng là sẽ gặp giám khảo đấy, gặp giám thị đấy, để có thể tương tác với giám thị và người ta sẽ xem xét là mình có đủ điều kiện để người ta phát hành bài thi hay không. Đấy, thì đúng đến bước đấy thì webcam tự nhiên lỗi. Đấy, webcam tự nhiên lỗi và người ta không sửa được. Đúng không ạ? Không sửa được, không không thể làm nào để mà webcam nó lên được để có thể vào làm bài thi. Đấy. Thì lúc này mình có thể là gửi email đến phía Pearson. Đấy. Đến phía Pearson sẽ có những cái đội ngũ support ấy, có các email support thì mình gửi email đến thông báo tình hình và sẽ xin là được reschedule. Đấy. Thì lúc này người ta sẽ là có một cái link reschedule riêng gửi về email và mình sẽ được phép là đăng ký lại một cái book lại cái phần thi. Đấy. Thì nói chung là thủ tục thì nó có thể nhiều, nhưng mà từ phía các cái đơn vị tổ chức thi ấy, thì nó cũng rất là dễ chịu thôi. Đấy, rất là nó cũng sẽ hỗ trợ mình trong nhiều tình huống thôi. Nếu gặp sự cố các thứ có thể trình bày, có thể email lại. Đấy, thì cũng đều được chấp nhận các thứ đó. Được chưa? Tức là đối với online thì nó sẽ có khá nhiều tình huống, khá nhiều thứ mình cần phải quan tâm, đúng không ạ? Mặc dù là nó có thể là ít khi mình gặp phải thôi. Đấy, nhưng trong đôi khi khi mà gặp phải rồi thì mình cũng có thể xử lý được, khi mà bên phía các cái đơn vị như Pearson ấy, thì họ cũng hỗ trợ khá thoải mái. Đấy, cần có máy tính cá nhân này. Đấy, sau khi book lịch xong các thứ nhá, thì mình cần phải làm bài thi, vào làm check in trước 30 phút. Ví dụ như mình đặt 9 giờ tối sẽ thi ấy, thì mình không thể check in quá sớm. Đấy, chỉ có thể check in được trong khoảng từ 8 giờ 30 cho đến 9 giờ. 8:30 cho đến 9 giờ. Quá 9 giờ một chút được. Đấy, không nhớ rõ là quá bao nhiêu thời gian, nhưng mà quá 9 giờ thì vẫn check in được. Đấy, check in sớm nhất sẽ là 30 phút nhé. Ví dụ đặt 9 giờ PM thì sẽ check in được từ 8:30. Và mình nên check in sớm nhất có thể. Sớm nhất có thể, không nên ví dụ như book một cái ca thi là 9 giờ PM để thi thì không nên để gần đến nơi, ví dụ như không nên để 9 giờ tức là 8:45 hoặc là 8:50 bắt đầu vào check in. Đấy, việc check in có thể chỉ mất 5 phút thôi, nhưng không nên làm quá muộn.
Bởi vì đề phòng là sẽ có nhiều tình huống có thể xảy ra, đúng không ạ? Đấy, nhiều cái tình huống xấu, ví dụ như là network nó không ổn định, hay là máy có thể treo, thì mình có thể restart lại máy và mình làm check-in lại. Đấy, thì lúc này nó sẽ còn thừa nhiều thời gian, nó không gây ra tâm lý cho mình. Đấy. Một cái tình huống nữa, một cái trường hợp nữa là thường vào cái thời điểm cuối năm. Đấy, có thể vào bắt đầu thời điểm này bắt đầu dục dịch rồi. Đấy, là cái số lượng người thi sẽ tăng lên vọt lên. Đầu năm thì sẽ rất là vắng. Đầu năm thì mình có thể đặt lịch rồi các thứ nó rất là dễ. Nhưng cuối năm thì thường là số lượng người thi sẽ rất là lớn. Đấy, số lượng người thi rất là lớn. Cho nên là ví dụ như mình làm xong các thủ tục hết rồi. Các thủ tục về check-in hết rồi, đúng không ạ? Chỉ chờ tương tác giao tiếp với cả giám thị. Tương tác với cả giám khảo. Cái người coi thi cũng như chuẩn bị để lấy bài thi thôi thì mình lại được đưa vào một hàng chờ. Đấy, bởi vì một cái người giám thị người thì người ta sẽ tiến hành coi thi nhiều người chứ không phải là một một chứ không phải chỉ một một nhé. Một người để coi thi đến 20-30 người cho nên là người ta sẽ phải làm thủ tục cho từng người này. Đấy, thì lúc này mình có thể vào hàng chờ hàng đợi. Đấy, mỗi người ví dụ như mình sẽ tưởng tượng nhé, mỗi người làm thủ tục sẽ mất 3 đến 5 phút. Đấy, thế thì ví dụ như mình vào hàng chờ 20 người chẳng hạn thì có thể lên đến là 30 phút, hơn 30 phút chẳng hạn. Đấy, rất nhiều thời gian nên là mình nên vào làm sớm nhất có thể. Vào làm sớm nhất có thể, được chưa? Đấy, làm xong làm check-in xong rồi hoàn toàn có thể là sẽ được phát hành bài thi sớm hơn. Đấy, sớm hơn dự định và kết thúc sớm hơn. Được chưa? Đấy. Thì sau khi mà mình book lịch thi xong thi online là book lịch thi cũng như vừa rồi thôi, cũng book lịch này, cũng chọn thời địa, cũng chọn cái thời gian này. Sau đấy là mình cũng thanh toán chi trả các cái khoản phí, đúng không ạ? Cũng là 80 đô thôi. Đấy, đấy là đối với những cái môn thông thường sau này mọi người có tự đăng ký thi nhé. Ví dụ của Microsoft là sau khi thanh toán 80 đô thì mình cũng sẽ đợi đến cái ngày thi thôi. Đấy, và vào link check in 3 phút trước khi mà bắt đầu bài thi. Đấy, ví dụ như đặt lịch là 9 giờ thì 8 giờ 30 bắt đầu vào check in. Check in thì bắt đầu là kiểm tra mic, kiểm tra tai nghe, kiểm tra loa, mic, loa, kiểm tra webcam, kiểm tra internet. Đấy, sau khi kiểm tra hết tất cả cái hoạt động này rồi thì bước tiếp theo là cần phải chụp ảnh cái căn phòng để gửi cho phía proctor, gửi cho phía giám khảo, gửi cho người coi thi. Đấy. Chụp ảnh thì lúc này là mình sẽ phải cần cần đến một cái chiếc điện thoại nhé, cần đến một cái smartphone, cần đến một cái mobile. Đấy. Thì nó sẽ có đường link thông qua mạng QR, mình sẽ dùng điện thoại thì mình quét mạng QR này. Đấy, để truy cập vào một cái link để làm check-in. Thì lúc này là mình người ta sẽ yêu cầu mình chụp ảnh chân dung. Đầu tiên là chụp ảnh chân dung, tiếp theo là chụp ảnh giấy tờ cá nhân, đây là cái căn cước này, mình có thể chọn căn cước hoặc là chọn bằng lái xe. Đấy, thì mình có thể chọn căn cước công dân. Chụp ảnh mặt trước mặt sau căn cước, chụp xong rồi thì bước tiếp theo là chụp cái không gian thi. Đấy. Ví dụ như là người ta sẽ lấy cái thiết bị máy tính cá nhân của mình làm trung tâm. Mình sẽ cần chụp cái mặt, tức là mặt trước đấy, mặt trước là từ cái việc mình ngồi thi này, đấy, vị trí mình ngồi thi này đến cái máy tính cá nhân này, được chưa? Chụp theo hướng đằng trước máy tính cá nhân này, chụp theo hướng đằng sau máy tính cá nhân, tức là đứng từ đằng sau chụp lên, rồi chụp bên phải cái máy tính cá nhân này, chụp bên trái máy tính cá nhân, tức là bốn phía của cái thiết bị cá nhân mình dùng ấy, bốn phía trước sau trái phải, sau đó là gửi lên phía Pearson. Sau khi gửi xong thì là mình sẽ được đẩy vào trong hàng. Sau khi chụp xong thì bước tiếp theo thì cái phần mềm nó sẽ tiến hành scan toàn bộ máy tính của mình xem có một cái chương trình vi phạm nào hay không. Được chưa? Thì cái khi thi online nó sẽ cấm không cho phép mình chạy các cái phần mềm remote như là TeamView, như là UltraView, như là AnyDesk. Đấy, cấm không cho chạy các cái phần mềm remote nhé, nó scan khá là mạnh nhé. Và nếu như mà không chỉ là có phần mềm đâu mà cả service nữa. Đấy, ví dụ như là bạn nào cài UltraView đấy, thì UltraView có thể mình không bật lên nhưng mà cái service nó có running nhé, là vẫn yêu cầu mình phải tắt cả service nữa đấy. Rồi không cho mình dùng ví dụ như là phần hai màn hình này, đúng không? Đấy, mình không thể dùng được là hai màn hình, mình không dùng được là trong máy ảo, mình không dùng dạng máy chiếu đấy. Nhìn chặt, nó sẽ đưa vào nó scan xem là mình có vi phạm gì hay không, có phần mềm nào đáng ngờ hay không. Sau khi scan xong mà không gặp vấn đề gì thì sẽ đẩy mình vào hàng chờ đấy, để có thể tương tác với cả cái người proctor.
cái người giám thị coi thi. Đấy. Thì lúc này nếu như mà mình vào hàng chờ thì mình sẽ phải, nó sẽ có số hiện lên luôn trên phần mềm, sẽ hiển thị luôn là mình sẽ ở vị trí bao nhiêu. Đấy, mình ví dụ như là mình là người tiếp theo, hoặc là mình là người thứ 3, thứ 5, thứ 7, vân vân, đúng không ạ? Thì mình chờ đến cái lượt xuất hiện thôi. Thì sau khi đến lượt rồi thì broker sẽ chat cái phần mềm OnVu này, thì cũng sẽ tiến hành chat được với broker. Được chưa? Chat với broker thì broker sẽ đầu tiên sẽ là gửi tin nhắn đến. Đấy là người ta sẽ thông báo rằng là người ta sẽ call. Đấy, người ta sẽ call đến mình thông qua cái phần mềm OnVu này, họ call luôn nhá. Đấy, call để kiểm tra mic, kiểm tra webcam, rồi yêu cầu mình sẽ phải làm một số thủ tục check-in. Đấy, thì sau khi mà call rồi thì họ nhắn tin thì mình cũng ok thôi. Đấy, tức là tương tác một cách thoải mái thôi, họ cũng không khó khăn gì cả. Tương tác thoải mái thôi. Đấy, thì mình cũng ok. Sau khi ok rồi thì họ sẽ call. Call thì họ sẽ chào hỏi các thứ. Đấy, thì nếu mà bạn nào mà có thể giao tiếp tiếng Anh thì mình có thể tương tác trực tiếp với cả broker. Đấy, chào hỏi, giới thiệu rồi làm theo các yêu cầu của broker. Đấy, còn bạn nào mà không dành về tiếng Anh ấy thì cũng không vấn đề gì nhé. Bởi vì thủ tục thì ca nào nó cũng giống ca nào thôi. Yêu cầu thì broker nào cũng giống broker nào thôi. Đấy. Thì khi mà broker có thể chào hỏi qua lại rồi, mình có thể chuẩn bị một vài câu chào hỏi, đúng không ạ? Đấy, giới thiệu tên, tuổi gì đấy, một vài câu thôi, ngắn thôi, thật là ngắn gọn thôi chứ không dài dòng, bởi vì sẽ mất thời gian, tốn thời gian. Đấy, thì lúc này mình chuẩn bị một vài câu, đúng không ạ? Có thể chào hỏi này, sau đó là có thể đưa ra yêu cầu là mình chỉ muốn nhắn tin thôi, bởi vì mình nghe không rõ chẳng hạn, hoặc là chỉ là đơn thuần là bạn có thể nhắn tin với tôi hay không, đúng không ạ? Có thể chat với tôi không? Đấy. Thì thường là họ sẽ ok thôi, họ sẽ chat. Thường thì đương nhiên là họ cũng sẽ không, họ sẽ mong muốn là mình sẽ tương tác, mình sẽ nói hơn. Đấy. Đó, chat nó cũng sẽ mất thời gian hơn. Nhưng mà khi nếu mình yêu cầu chat thì họ cũng sẽ chat thôi. Đấy. Thì họ sẽ chat thì lúc này họ sẽ yêu cầu mình gần như là ai cũng sẽ yêu cầu giống vậy thôi. Được chưa? Đối với các môn Microsoft thì thường họ sẽ yêu cầu là sẽ cần phải cầm cái máy tính lên này, đối với laptop này, hoặc là webcam này, cầm lên và quay một vòng, quay 360 độ. Đấy, một vòng quanh cái khu vực mình làm bài thi. Đấy, xoay một vòng. Được chưa? Xoay một vòng và xoay thật là chậm để họ có thể quan sát được toàn bộ cái phòng thi. Đấy, sau đó là dừng lại ở cái bàn. Dừng lại ở cái bàn mà mình sẽ thi đấy. Dừng lại đó khoảng độ 5 giây đấy, để họ có thể quan sát kỹ cái bàn này. Trên bàn thì sẽ không được có các thiết bị điện tử, không được có một cái điều khiển, ví dụ điều khiển điều hòa, điều khiển TV, điều khiển bất kỳ một cái gì đấy là mình cũng không được để ở trên đó. Gần như là cái bàn để thi ấy, nó sẽ phải là một cái bàn trống, không có các cái dụng cụ nào khác cả. Được chưa? Đấy, nhiều người khó khăn thì người ta còn không cho phép mình có thể để, không cho phép mình có đồ ăn đồ uống, không cho phép mình có cốc nước hay là có một cái chai nước gì cả. Đấy, nhưng thường ít khi người ta thấy như vậy, có thể có một cốc nước thì người ta vẫn linh hoạt. Như trong lúc làm bài mình có thể uống nước. Đấy. Thì thường là người ta sẽ yêu cầu mình sẽ là một cái bàn trống, không có một cái đồ đạc dụng cụ gì nhé. Được chưa? Sau khi mà đã xong rồi thì người ta sẽ yêu cầu mình là ngồi lại vị trí, để lại thiết bị lại ban đầu. Được chưa? Sau khi để lại ban đầu rồi thì người ta sẽ yêu cầu mình là giơ cổ tay lên, để người ta xem là mình có đeo smart watch không, đúng không ạ? Có đeo đồng hồ thông minh hay không? Đấy. Thì mình sẽ giơ cổ tay lên. Đấy. Giơ cổ tay lên để người ta kiểm tra theo dõi, giơ từ cổ tay đến khuỷu tay. Đấy. Nếu mà người nào khó tính nữa thì người ta sẽ yêu cầu mình ghé sát vào để người ta xem là tai mình có đeo headphone hay không. Được chưa? Đấy. Đó. Nếu mà như vậy rồi, xong đó ok rồi. Đấy, thì thường người ta chỉ kiểm tra như vậy thôi. Kiểm tra đa số thì mọi người sẽ là kiểm tra quay 360 này và quay cái cổ tay này. Đấy. Được chưa? Đa số như vậy thôi. Số ít trường hợp là người ta sẽ yêu cầu mình ghé sát tai vào, người ta xem là mình có đeo headphone hay không. Sau khi đã xong rồi thì là đến như vậy là xong rồi. Đấy, thì người ta sẽ thông báo là ok. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ phát hành cái bài kiểm tra này. Đấy, chúc may mắn hay gì gì đấy. Thì là xong. Thì là người ta phát hành bài thi. Là mình sẽ vào thi. Đấy, cứ next. Đồng ý với một số các yêu cầu từ phía Pearson thôi. Sau đó làm bài thi. Làm bài thi xong thì đấy. Thì nó sẽ là 60 câu này hoặc là 56 câu này. Đấy, thì sẽ chia làm phần case study, chia làm các cái câu hỏi thông thường, thì mình cứ làm bài cách bình thường thôi. Được chưa? Và trong quá trình làm bài thì nếu có gặp sự cố đấy, thì lúc này mình có thể chat, nó sẽ có cái yêu cầu chat với cả phía broker nhé, thì mình có thể click vào và mình gửi chat với cả phía broker. Đấy, xin uống nước hay là xin gì đó, đúng không ạ?
có thể chat trực tiếp với proctor. Đấy. Và trong quá trình làm bài thì cái khuôn mặt của mình sẽ không được phép rời khỏi cái webcam, tức là cái webcam ấy mình phải để vừa cái khuôn mặt của mình vào trong đó, và mình không được phép quay ngang quay dọc này, không được phép là để ví dụ như là ngẩng quá cao lên đấy, hoặc là cúi quá thấp, được chưa? Cúi quá thấp làm cho cái cằm có thể là không được hiển thị trong webcam, hoặc là ngẩng quá cao lên cái đầu của mình vượt ra khỏi webcam đấy, thì sẽ nhắc nhở ngay, nhắc nhở ngay tức lúc nào cái khuôn mặt của mình cũng sẽ phải nằm gọn trong cái webcam đấy, được chưa? Và luôn luôn là phải nhìn thẳng, không được quay ngang quay dọc. Đấy. Nếu bị nhắc nhiều lần trong một bài thi thì người ta có quyền hủy kết quả thi của mình. Đấy, cho nên là thi thì mình cũng cần phải để ý những điều như vậy. Đấy. Thì sau khi mà làm bài thi xong rồi thì là nó sẽ có kết quả luôn thôi. Đấy. Khi mà làm hết rồi thì mình sẽ có cái nút đấy là end exam. Làm hết các bài thi rồi thì nó sẽ có cái end exam nhé. Có nút end. Đấy, end ở góc bên trái. Thì lúc đấy mình có chọn end để kết thúc, kết thúc là điểm nó hiện ra luôn. Sau khi kết thúc thì phần mềm có thể yêu cầu mình làm một số các cái feedback hoặc là làm một số các cái survey khảo sát, thì mình có thể là làm hoặc không, lúc này mình có thể yes hoặc no. Tức là đã có điểm số rồi thì là có thể no, có thể tắt đi, ok hết, thoải mái. Đấy, chưa? Đấy thì là làm hoàn thành xong thôi. Đấy thì là đấy là thi online. Như vậy thi online thì thủ tục mình thấy sẽ nhiều hơn, đúng không ạ? Mình sẽ phải tự chụp ảnh, mình sẽ phải tự chụp cái không gian thi, chụp chân dung, rồi chụp giấy tờ cá nhân. Đấy, rồi lại còn phải tương tác với cả phía proctor nữa. Đấy. Chưa? Bù lại thì cái thời gian nó sẽ rất là nhiều, rất là dồi dào, gần như là mình có thể thi được toàn bộ thời điểm trong ngày luôn. Đấy, toàn bộ thời điểm trong ngày. Đấy, rồi, đấy, ví dụ như online nhé, mình đấy này. Gần như là thời điểm nào mình có thể chọn lựa được, không bị vướng một cái gì cả. Đấy, chọn ngôn ngữ để làm bài thi này, ví dụ cũng là English này, Next này. Đấy, cũng đồng ý với cả các cái điều khoản từ phía Pearson. Đấy, không phải một môn của Microsoft đâu, sau này mọi người thi môn nào cũng vậy thôi, đều đăng ký nó như thế nhé. Bởi vì các môn đều được tổ chức bởi Pearson, thì nó sẽ có cái form giống nhau như này. Đấy, đồng ý với các yêu cầu. Sau đó là Agree thôi. Đúng rồi, info nó khác ý. Info của các cái này khác nhau. Của AWS thì bạn cũng sẽ có một cái mã ID của AWS riêng. Của Microsoft nó sẽ có cái mã ID riêng. BSID này là ID riêng. Khác nhau. Đấy, khác hoàn toàn luôn. Thì online tiện lắm. Ok, có thể tìm request nhé. Thường hình như có thể sẽ phải book lịch thi trước. Book lịch thi xong rồi thì sẽ là request thêm extend thêm time. Rồi language mà mình sẽ nói chuyện với cả proctor nhé. Đấy, đối với cái khu vực Việt Nam mình đã chọn trước đó ấy, thì proctor mình chỉ có thể chọn là ngôn ngữ English hoặc là Japan, đúng không ạ? English thì thường nó sẽ rơi vào khoảng thường thì nó sẽ là giám proctor, thường thì cái người có thi nó sẽ là Ấn Độ hoặc là phía Australia. Next này. Đấy, lựa chọn English nhé. Rồi time zone. Time zone mình có thể thay đổi. Đấy, ra các tao có thể thay đổi này. Trên time zone, ví dụ mình có thể điền là Hồ Chí Minh này. Hồ Chí đây cộng 7 này sẽ có là GMT cộng 7. Đấy, GMT cộng 7 là ok.
Đây, ở giữa Hồ Chí Minh này. Hồ Chí Minh. Đấy, yes này. Đấy, mình thấy là nó rất là nhiều ca đúng không ạ? Có cả thứ bảy, có cả chủ nhật luôn. Thậm chí có thể là thời điểm này nó đang cũng đang đông người thi đấy. Thậm chí là có thể book là cả ngày 15 luôn, nếu mà trong cái thời điểm mà nhiều người trông thi đấy, hoặc là ít người thi đấy, thì mình có thể chọn được cả ngày 15 luôn. Đấy, thời điểm này có thể là nhiều người thi thì cái ca thi nó sẽ hơi hơi bị hạn chế một chút. Đây, ví dụ tháng 8 là full tháng này, ví dụ mình chọn một ngày nào đấy nhé, giả sử mình muốn thi cuối tuần chẳng hạn đúng không ạ, thứ thứ sáu hoặc thứ bảy gì đấy, hoặc là một cái ngày nào đấy trong tuần đấy, ví dụ mùng 5 này. Đây, mình chọn là explore more time nhé. Đấy thì mọi người sẽ thấy là all day luôn đúng không ạ, lúc nào có ca luôn, từ 0 giờ cho đến 5 giờ này. Đấy, đầy đủ luôn, 5 giờ đến 9 giờ này cũng là đầy đủ luôn đúng không, cứ cách 15 phút. Đấy, rất nhiều cách thi, cái nào thì chọn cái đấy thôi, chứ nó không ít như là offline. Offline thì thường ít hơn đấy, cứ 15 phút có một ca thi, 15 phút một ca thi. Đấy, cái này thì mình đặt sớm, tức là mình có kế hoạch sớm, đặt trước một tuần ấy, thì thường nó sẽ có nhiều thời gian mình lựa chọn. Đấy, ví dụ như mình muốn thi vào khoảng 21 giờ đúng không, lúc này là mình sẽ check in vào 20 giờ 30. Đấy, book this appointment thì các cái phần phía sau nó là như giống như offline thôi. Đấy, cũng là điền thông tin thanh toán chi phí này, được chưa, điền thông tin thanh toán chi phí các thứ thì là xong thôi. Đấy, đấy là online. Online thì nó cũng như vậy thôi, cũng có mail, mail gửi về thì trong mail sẽ có đường link để check in nhé. Đấy, đối với online là mình cần phải để ý trong mail, trong mail sẽ có email thông báo là đã thanh toán, đã book thành công thời điểm này, và cũng sẽ có đường link nhé. Đấy, ví dụ như là check in vào 20 giờ 30 thông qua đường link sau. Đấy, thì đường link đấy chỉ có thể, tức là chỉ có thể chọn, chỉ có thể tức là chỉ available hay là chỉ có thể hoạt động vào đúng cái 20 giờ 30 cái ngày 5 tháng 8 này. Đấy, được chưa? Nó sẽ có link luôn. Đấy, và mình cũng có thể là reschedule khi mà gặp cái công việc bất thường đúng không ạ? Công việc đột xuất thì hoàn toàn có thể là book lại lịch thi. Đấy, cũng rất là dễ. Chọn lại ca thi, book lại lịch thôi. Đấy, đấy là đối với online. Chi phí thì hai bên nó không có gì thay đổi cả, online hoặc offline chi phí giống hệt nhau, hai cái chỉ có khác nhau ở chỗ là cái thời gian rồi cái địa điểm, thì online nó sẽ linh hoạt hơn. Đấy, nhưng bù lại thì offline mình sẽ không quan tâm nhiều về mặt thủ tục. Đấy, thì mọi người cố gắng là mình có một cái account và profile luôn nhé. Đấy, để sau buổi hôm nay thì mình sẽ có thông tin mình điền cho cái khảo sát từ phía admin, để admin sẽ tiến hành book lớp, à book ca thi cho mình. Đấy. Đấy, đấy là cái việc mà mình sẽ đăng ký thi nhé. Đấy, thì cái này mình giới thiệu chung thôi, để sau này nếu như mà mọi người không chỉ với môn AZ104, sau này mọi người mà cần đăng ký thi cho bất kỳ môn nào ấy, thì đều thực hiện như vậy thôi. Không chỉ của MyShop mà của các hãng khác cũng vậy nhé, của hãng khác cũng vậy. Của AWS thì cần phải có một cái account, đăng ký một account trên AWS trước. Sau đó, tức là các hãng đều giống hệt nhau, các hãng đều giống hệt nhau nhé. Mình cần phải có một cái account ở phía hãng trước. MyShop thì cần phải có account ở Microsoft này, AWS thì cần phải có account phía AWS này. Đấy, LPI thì cần phải có account phía LPI này. Sau đó là mình mới dùng các account này để schedule đúng không ạ?
và khi chọn schedule thì nó mới được redirect, nó mới được chuyển hướng sang Pearson. Như rồi là bên phía Microsoft đã chuyển hướng sang Pearson thì AWS như vậy thôi, đúng không ạ? Thì sẽ vào trang training của AWS. Đấy, sau đó chọn mã môn muốn thi thì nó cũng sẽ được redirect sang Pearson hay là LPI như vậy thôi. Đấy, hình thức thi của các cái môn nó y hệt nhau, cách thức check in cũng y hệt nhau nhé. Sau này mọi người muốn thi các môn khác thì cũng làm như vậy. Đấy, và cũng thực hiện check in như vậy thôi. Rồi, đấy là cái phần account để tiến hành đăng ký lịch thi nhé. Thì cái này mọi người nên nên hoàn thiện sớm nhé. Đấy, mọi người nên hoàn thiện sớm cái phần account này nhé. Đấy, chuẩn bị sẵn thông tin thôi. Để phía admin người ta đưa ra link hay đưa ra cái khảo sát thì mọi người sẽ điền luôn vào. Điền luôn thông tin vào. Đấy. Sau này đối với các cái môn mà mình có voucher, mình có promo code thì mình điền trong này. Đấy. Nếu mà cái voucher, cái promo code của mình ấy đó là 100% thì mình sẽ là không phải thanh toán, không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào. Được chưa? Rồi. Phần tiếp theo là mình sẽ xử lý với cái bộ đăm nhé, bộ câu hỏi ôn thi. Được chưa? Bộ câu hỏi ôn thi chứng chỉ quốc tế. Thì cái bộ câu hỏi này thì mình sẽ có hai bản. Một bản là dưới dạng file VCE, một bản là dưới dạng file PDF. File PDF thì có 560 câu. File VCE thì có 570 câu. Có thể gọi 570 câu, 568. PDF là 570, VCE là 560. Đấy, thì PDF nó có cập nhật 10 câu mới ở phía cuối. Thì mình sẽ ôn 10 câu mới ở phía cuối cùng của PDF. Còn lại thì mình ôn bằng VCE thì nó sẽ dễ hơn. Ôn bằng VCE nó sẽ dễ hơn. Đây là file đăm gồm có các cái câu hỏi được thi gần đây, tổng hợp từ nhiều bộ đề. Đấy, mà người ta đi thi từ chứng chỉ của Microsoft về. Được chưa? Thì tổng hợp họ sẽ có một cái file như này. Phải đăng. Đấy, thì mình cố gắng là mình ôn được hết 570 câu, 568 câu này. Đấy, ôn một cách nhuần nhuyễn thì mình cũng có cái điểm tựa để đi thi chứng chỉ quốc tế rồi. Được chưa? Đi thi môn cái môn AZ 104 này rồi. Đấy, file PDF thì nó sẽ có phần câu hỏi cũng như đáp án ngay lập tức rồi. Được chưa? Đấy, file PDF thì việc ôn tập nó cũng hơi khó khăn. Thì để thuận lợi thì ở đây mình sẽ có cái file VCE này. Thì mọi người cứ cài cái file lên thôi. Đấy. Đây nhá, mình sẽ cài thử cái file VCE này lên này. Và mình sẽ ôn tập như sau này. Phần này phải chấm ra. Không kéo thẳng. Đây, đi giải nén ra đây thôi.
Đấy, thì chẳng, có cái file v, có cái bộ VCE nhé. Cái này thì cả PDF cả VCE đều gửi lên trên Google rồi. Đấy, thì trong cái file VCE này, đây mình sẽ cài cái file VCE này lên nhé, cài lên. Nó có hướng dẫn này này, instruction này, hướng dẫn này, được chưa? Đầu tiên là mình sẽ cài file exe. Sau khi cài thì click S này, click S locate file với đuôi là .vce extension ở trong cùng folder. Sau đó là start cái bài test. Đấy, cái bài test của mình đã được chuyển đổi định dạng thành cái file vcm này, được chưa? Rồi đầu tiên cài nhé. Đây vc đâu, không phải file là file này. Đây vcm đây chính là file exe và mình cần cài file này, view này, extension. Đấy, để chạy cài file .exe nhé mọi người nhé, click đây. Rồi xong rồi, rất là đơn giản thôi, cái phần mềm này nó chạy luôn rồi, không phải cài gì nữa cả. Đấy, bây giờ mình sẽ add cái bộ đề thi vào đây thôi, add các bài thi vào đây thôi. Add này, bộ đề thi của mình là AZ104 rồi này. Đấy, đây trong cùng folder nén luôn nhé, open này. Đấy, thì mình có một cái bộ đề thi đấy, thì mình có thể chọn nhé và tiến hành tạo bài test thôi. Chọn start này, chọn protein trước đã. Bài thi thời gian sẽ là 120 phút, điểm pass sẽ là 800 điểm. Ở đây đang set cái điểm pass là 800 ấy, để mình có tạo ra các ca thi ngẫu nhiên ấy, thì mình được trên 800 là tự tin nhé. Còn thực tế thì bài thi của mình ấy, 700 điểm là pass rồi, 70% là pass nhé, 70% là pass. Ở đây mình có là 559 câu. Đấy, còn 10 câu, khoảng 10 câu thôi, thực ra là 9 câu, 568 mà 9 câu thì mình sẽ ôn thêm vào trong file PDF. Được chưa? Ôn thêm trong file PDF. Đấy, rồi bài thi sẽ là 2 tiếng này, mình sẽ chọn start nhé, start này, đấy, điền tên này, được chưa? Điền tên thi, điền được không? Được. Rồi take exam mình sẽ chọn nhé, nó sẽ là ví dụ như là mình có thể bước đầu tiên ấy thì mình ôn tập mình nên chọn này là câu hỏi từ 1 cho đến 50, 50 câu đầu tiên. Sau khi ôn ok hết rồi ấy, thì mình lại tiếp tục là từ câu 51 đến ví dụ 100. Được chưa? Và sau khi ôn hoàn toàn được hết rồi thì mình sẽ chọn là đây, ví dụ như là mình sẽ lấy là 60 câu, được chưa? 60 câu trong cái file thi để tạo thành một cái bài thi. Đấy, 60 câu. Và thời gian nó có bật. Được chưa? Mình cũng có thể chọn cái mode training để mình view được đáp án luôn. Đấy, mode training tức là mode ôn tập ấy. Được chưa? Ví dụ như mình ôn tập từ câu 1 đến câu 50 thế thì mình tích vào nút mode training thì ở đây thì sẽ là view được luôn đáp án ngay lập tức. Được chưa? View được luôn đáp án. Sau khi view được đáp án, sau khi ôn kỹ 1 đến 50 câu rồi thì mình bỏ cái nút training ra, mình vào mode làm bài thi. Được chưa? Mode làm bài thi. Đấy. 60 câu. Ví dụ như là ôn nhá. Bài thi tiêu chuẩn là 60 câu rồi. À không, nhiều nhất là 60 câu thì mình lấy 60 đi. Còn nó khoảng random, random là từ 50 đến 60. Không ai giống ai cả, có người 54 câu, có người 58 câu, có người 56 câu, có người 55 câu. Thường là khoảng từ 5, thường thì 56 câu, thường khoảng 56 đến 57. Thì mình cứ lấy khoảng 60 câu cho nó tròn. Còn ôn tập thì mình cứ ôn trong khoảng 50 câu 1, 50 câu 1. Đấy, 50 hoặc là 60 câu. Đấy, thì 50 câu cho dễ nhớ chẳng hạn. Ok. Đấy, thì của mình sẽ là 50 câu đầu tiên nhé. Đấy. Thì nó sẽ có là AB này, này, yes no này. Được chưa? Dạng câu hỏi đầu tiên yes no. Cái này là theo topic rồi. Cái này là theo topic nhé. Cái file ôn tập của mình, file đăng của mình đang theo topic cho nên là có thể một loạt các câu hỏi cùng một topic, cùng VM, cùng 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 Virtual Network hay là cùng storage, nó sẽ đi hết vào trong một topic.
Đấy, rồi next này. Đây, đây, ví dụ đây đều là các cái single choice nhé. Đấy, để mình lấy ví dụ như vậy. Ôn nhanh này, single choice. Đây, đây là hotspot nhé. Cái này là hotspot. Đấy, yes, no gì đấy thì là đây này. Thì do cái file VCE này ấy, nó không phải là file chuẩn nhé. File này là file do bên phía admin convert. Đấy, convert cho mình. Cho nên là nó cũng sẽ gặp một số các cái lỗi định dạng, nhất là những cái phần mà có hình ảnh. Đấy, nhất là phần có hình ảnh. Cái này thì nó sẽ, cái này mình phải chấp nhận thôi. Một số câu hotspot, câu có hình ảnh thì thường nó bị sai, kéo thả các thứ nó bị sai. Đấy, đúng ra là mình phải tích chọn trên cái yes no này. Đấy chứ. Đây toàn single choice, chưa gặp câu multi choice nào. Đấy, nó giả lập cho mình cũng tương đối giống với cả một cái bài thi thực tế thôi. Đấy, format các thứ khá giống thì mình ôn tập nó dễ hơn nhé. Mình ôn tập nó dễ hơn, mình cứ tạo ca thi rồi ấy thôi. Ở đây cũng vậy, đây cũng là hotspot này. Đây mình không chọn. Ví dụ câu này mới để show answer này. Show answer thì nó ở đây nhưng mình không chọn. Show answer chính là cái mức training. Đây. Đấy, đây là câu multi choice này. Multi choice nó cũng hỏi luôn which two group nhé. Đấy. Và đây thì nó cũng sẽ có, thường nó sẽ có phần mở ngoặc là chọn hai đáp án. Đấy, mỗi đáp án đúng thì đều có điểm nhé. Đều có điểm, thấy chưa? Ví dụ hai đáp án mình chọn đúng cả hai thì sẽ là điểm tuyệt đối. Còn chọn đúng một đáp án thì vẫn được điểm thôi. Đấy, chứ không phải là phải đúng đáp án, phải đúng cả hai thì mới được điểm. Đấy, một cái nữa là phần mềm này thì nó được tích chọn hết. Nhưng mà trong bài thi thực tế thì mình chỉ tích được hai thôi. Thấy chưa? Hai đáp án đấy, đây là ô hình vuông này, ô hình vuông tích chọn thực tế nó cũng như này thôi. Còn đây ô hình tròn này, đây là một đáp án nhé. Cái này là kéo thả thì đây nó cũng bị lỗi, được chưa? Đấy. Trong file này thì mình sẽ phải chịu đấy là nó bị lỗi VC, lỗi hotspot với cả lỗi drag drop nhé. Sẽ bị lỗi như vậy. Đấy. Bởi vì cái phần mềm VC này thì nó là phần mềm bản quyền rồi. Nó là phần mềm bản quyền. Đây là những cái phiên bản nó tương đối cũ một chút. Tương đối cũ một chút. Đã từng có bản quyền này. Và nó tương đối cũ. Và nó có thể làm cái giải pháp để thay thế. Giải pháp để mình ôn tập thôi. Đấy. Còn nếu mà là những cái bản mới hơn thì đương nhiên nó sẽ xử lý được những tình huống như vậy. Đấy, 40 này. Đấy, 50 câu nhé. Sau khi đã xong 50 câu thì mình thấy là nút next không còn nữa thì mình có thể review all nhé. Review all hoặc là review incomplete. Đấy. Còn trong bài thi thì mình có thể review, nó sẽ hiện ra cho mình tất cả cái đáp án mình đã chọn, những cái câu nào mình chưa chọn, mình để tích vào để xem. Đấy, đây này, đấy, trong phần thi nó sẽ giống như này. Có các câu mình chưa chọn này. Đấy. Được chưa? Và sau khi mà làm hết các bài rồi thì mình sẽ tiến hành chọn end exam thôi. End exam. Kết thúc bài thi. Kết thúc bài thi. Đấy. Thì kết quả sẽ hiện ra luôn, được chưa? Kết quả hiện ra luôn. Yêu cầu ở đây sẽ là 800, thực tế thì yêu cầu chỉ 700 thôi. Trong này người ta set cho mình cao lên một chút nhé. Đấy, passing này. Đấy, thì mọi người có thể ôn tập thông qua cái VC này, nó tiện nhé. Ôn tập thông VC, thông qua VC tiện, mình cài lên.
thậm chí đây không phải là file cài luôn, đúng không ạ? Đây không phải là file cài luôn. Cứ thế là chạy thôi. Sau khi xong rồi thì mình có thể chọn là random các câu hỏi, random luôn. Random 60 câu được chưa? Đấy, đây nó không phải file cài luôn, chạy một cái là sử dụng được luôn đấy. VC bản này từ tận năm 2014 rồi, bản này nó hơi cũ. Đấy, run lên là dùng được luôn. Xem cả history các cái lần ôn trước này, kết quả ra sao này. Đấy, được chưa? Thế thì mọi người sẽ sau buổi hôm nay thì mọi người sẽ cố gắng là chuẩn bị giúp mình về ơ cao nhé. Chuẩn bị giúp cái đây quan trọng này, chuẩn bị mình ơ cao này để phục vụ cho phía admin sẽ book lớp trước khi mà lớp mình kết thúc nhé, thì sẽ có một cái lịch có thể kế hoạch. Đấy, hoặc là sẽ là hướng dẫn để mọi người sẽ có điền thông tin, điền các cái trường thông tin cần thiết để book được thi. Đấy. Thứ hai nữa là mình cũng chuẩn bị luôn cái file VC để mình bắt đầu trong hai buổi còn lại thì mình sẽ ôn tập. Nhé, sẽ ôn tập. Đấy, ôn tập thì mình sẽ có cách thức mình ôn tập làm sao cho nó nhanh chóng và hiệu quả nhé. Đấy, cách thức làm sao cho nhanh chóng hiệu quả. Tuy nhiên nếu như mình có thời gian, đấy, mình có thể có thời gian nghiên cứu nghiền ngẫm ấy, thì việc ôn tập 600 gần 600 câu này đấy, thì là ok nhất, đúng không ạ? Đấy, nghiên cứu nghiền ngẫm 600 câu là ok nhất. Nhưng không có thời gian thì mình cần có cái phương pháp, cần có cái một số các cái mẹo để làm sao để ôn tập cho nó nhanh chóng, được chưa? Bởi việc ôn thi chứng chỉ quốc tế là không nên để lâu, nên nhanh nhé. Bởi vì là thường là người ta sẽ có các thời gian, thời điểm đổi đề, tức là có thêm các câu mới, một loạt các câu mới. Nếu mình ôn thi quá lâu, ví dụ như có thể lên đến 4 tuần, hơn 4 tuần chẳng hạn, ôn thi sau đó mình mới đăng ký thi thì lúc này cái đề có thể đã thay đổi rất là nhiều rồi, cái file ôn tập, cái file đăng nó đã không còn hợp lý nữa rồi, đúng không ạ? Nó không có tính thực tế nữa rồi. Đấy, cho nên mình cần phải nhanh chóng OT. Đấy, một là mình OT một cách nghiền ngẫm các câu hỏi, nhưng mà mình có thời gian và mình thực hiện đều đặn được. Đấy, còn nếu không thì mình cũng sẽ cố gắng là có cái mẹo, có cái phương pháp để mình làm sao đấy mình học cho nó nhanh chóng. Đấy, bởi vì cái chứng chỉ quốc tế thì mọi người cứ làm rõ, cứ tách biệt nó ra với cả cái quá trình mình học trước đó. Đấy. Thì quốc tế thi thì nó sẽ khá là rộng nhé, khá là rộng và gắn nhiều tình huống thực tế vào. Đấy. Cái việc mà có chứng chỉ và việc mà mình thực tế kinh nghiệm các thứ thì có thể sẽ cần phải có thời gian để chui rèn. Nhưng chứng chỉ quốc tế thì mình cứ làm sao đấy mình đạt được nó một cách nhanh chóng trước đã, đúng không ạ? Đấy, cho nên là các cái buổi hai còn lại hai buổi thì mình sẽ cố gắng là mình chữa một số các câu. Đấy, sau đó còn lại thì cũng sẽ có thêm một số cái mẹo để mình học tập rồi mình ghi nhớ nó nhanh chóng hơn nhé. Cứ đi từ đầu thôi, cố gắng là mình cứ đi từ đầu thôi. Đấy, cố gắng chữa được bao nhiêu thì mình chữa. Đấy, cứ đi từ đầu, sau đó là mình sẽ là lưu ý gì trên các cái câu này. Ví dụ như là với các câu như thế thì mình có thể lưu ý hoặc là ghi nhớ như thế nào, đúng không? Có thời gian nghiền ngẫm, có thời gian đọc rồi tìm ra chính xác đáp án thì nó sẽ là nhớ tận gốc luôn, và nó sẽ là nhớ lâu hơn, lâu dài hơn.
Đấy, còn nếu mà mình không có nhiều thời gian để mình ôn tập, mình học theo kiểu đấy thì cũng sẽ có mẹo để làm sao đấy mình ghi nhớ trong thời gian ngắn thôi, phục vụ cho quá trình ôn thi thôi. Đúng không? Sau khi thi xong rồi thì mình cần phải duy trì cái hoạt động mình làm, mình học, có thực hành, có nghiên cứu thì nó mới đáp ứng được cái chứng chỉ. Được chưa? Còn đây thì mình cứ tách biệt ra cái việc học và việc thi chứng chỉ quốc tế, nó là hai cái phần riêng biệt, hai cái phần khác nhau. Đúng không? Mình cứ tách ra. Đấy, không phải là cứ học là mình áp dụng để mình thi chứng chỉ quốc tế thì không phải. Vì chứng chỉ quốc tế từ các hãng thì người ta yêu cầu hoặc là người ta khuyến cáo là nên có một cái khoảng thời gian thực tế, kinh nghiệm thực tế. Ví dụ như với AZ104 thì sẽ là có kinh nghiệm thực tế trên 1 năm. Trên 1 năm thì phù hợp để mình có thể tham gia thi chứng chỉ quốc tế hơn, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà như vậy thì mình sẽ mất rất là nhiều thời gian, đúng không ạ? Để tiết kiệm hơn thì lúc này mình có thể là tách biệt hẳn ra. Đấy, cái quá trình học thì nó vẫn cứ tiếp diễn, nó vẫn cứ duy trì, đúng không ạ? Đấy, học tập rồi mình bổ trợ kiến thức nó vẫn duy trì. Còn việc mình có chứng chỉ quốc tế thì mình cứ hoàn thành cái việc ôn tập. Đấy, cứ hoàn thành cái việc ôn tập, mình cứ làm sao đấy để nhanh chóng mình có được chứng chỉ quốc tế trước đã. Đúng không? Sau đó có xong rồi thì lại mình vẫn tiếp tục để mình bồi bổ, mình vẫn học tập, đúng không ạ? Và mình vẫn bổ trợ kiến thức thôi. Đấy, để làm sao cái kinh nghiệm mình lên thôi. Được chưa? Còn cái việc còn mình không thể nào mà mình học xong sau đó mình mới thi chứng chỉ quốc tế thì như vậy nó sẽ mất rất nhiều thời gian, mình cần phải có thời gian. Đương nhiên việc như thế thì nó cũng có nhiều cái ưu điểm nhé. Đấy, cái đấy thì nó sẽ có nhiều ưu điểm, nhưng mà mình cần phải có thời gian và mình cũng cần có cái quyết tâm. Đấy, học sẽ là một cái trường kỳ, sẽ rất là dài, nó không thể nào 1 2 tháng mà mình có thể thi lấy chứng chỉ quốc tế được. Đấy, kiểu đấy thì thường nó sẽ phải mất nhiều thời gian hơn, nghiền ngẫm hơn, rồi nhiều tình huống hơn. Dạ, rồi buổi sau thì mình cứ chữa từ câu đầu tiên thôi. Đấy, mọi người cứ lần lượt nhé, ôn tập thì mình cứ ôn theo thứ tự thôi. Đấy, ôn từ từng topic một. Đấy, từ câu đầu tiên, từ câu đầu tiên cố gắng mình chữa được, cố gắng chữa được hết topic đầu tiên thôi, hết một topic. Đấy, sau đó này mọi người cứ duy trì, mình cứ ôn tập thôi. Đấy, cứ duy trì ôn tập. Đấy, chưa? Duy trì và ôn tập như vậy. Được chưa? Rồi. OK, đấy, như vậy là buổi hôm nay thì mình có cái nhìn tổng quan về cái thi chứng chỉ quốc tế, đúng không ạ? Các thủ tục mình cần phải thực hiện trong cái buổi thi chứng chỉ này, rồi các cái option mình có thể lựa chọn này, các hình thức mình có thể lựa chọn để thi chứng chỉ quốc tế này, đúng không ạ? Đấy. Cái này thì mình có thể áp dụng không chỉ đối với cái môn AZ104 này nhé, mà những cái môn sau này, những cái chứng chỉ sau này mình muốn đăng ký thi thì nó cũng đều như vậy cả. Đấy, đa số chứng chỉ thì đều thi thông qua Pearson. Được chưa? Mình cứ áp dụng sau này mình đăng ký thi như vậy thôi. Đấy, để book lịch, book lịch đăng ký cũng như là các cái hình thức. Đấy, buổi sau thì mình sẽ vào chữa các câu trong bộ đề nhé mọi người nhé. Vâng, rồi OK. Bữa nay mình lớp mình dừng đây thôi nhé, mọi người nhé. Mọi người nghỉ đây thôi.